Rồi, xin kính chào tất cả các cô bác anh chị. Như theo lịch tối nay chúng ta sẽ có một chủ đề tiếp tục liên quan tới những cái vấn đề về xung quanh tới thận. Đó là sau buổi chia sẻ lần trước á, con chia sẻ cho các cô bác anh chị về chủ đề là ăn uống như thế nào, kiêng khem như thế nào đối với vấn đề thận yếu và suy thận. Thì chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ nói tới vấn đề là nước uống. Tại vì rất là nhiều cô bác anh chị thì giống như là hay khi mà bị thận yếu á, thường tìm rất là nhiều loại nước uống, những loại thuốc nước từ thuốc Nam hoặc là những cái loại nước từ thuốc Bắc và rất là nhiều loại nước mà lạ. Đôi lúc mà hỏi nhắn tin hỏi con là con không biết đường trả lời luôn. Thật sự là có nhiều loại nước con chưa bao giờ nghe nói luôn á. Thì do đó mà con mới quyết định là làm cái chủ đề ngày hôm nay để chia sẻ đến tất cả các cô bác anh chị để mình nắm rõ hơn chút xíu là khi mà chúng ta lớn tuổi, khi mà chúng ta có thận yếu hoặc khi chúng ta thận bắt đầu bị suy thì chúng ta nên uống những loại nước nào hoặc là nên chọn lựa loại nước nào để uống tốt cho cơ thể của mình hoặc là để tốt cho thận, và đặc biệt những loại nước nào chúng ta nên hạn chế uống. Ví dụ có những loại nước nó cực kỳ tốt cho sức khỏe nhưng mà đối với những người bị bệnh thận thì chúng ta phải hết sức lưu ý. Ví dụ như chúng ta hay nói nước dừa nè. Bữa nay con cũng sẽ chia sẻ cho các cô bác anh chị nắm là đối với người bệnh thận thì mình có uống nước dừa được không. Mặc dù nước dừa rất là tốt cho sức khỏe nha các cô bác anh chị, nhưng đối với những người bệnh thận thì sẽ có một vài điểm mà mình phải hết sức lưu ý đối với cái việc mà chúng ta uống nước. Đó chính là chủ đề ngày hôm nay. Thì các cô bác anh chị nào vào gọi á, giúp cho con một cái lượt chia sẻ để nhiều người có thể biết được buổi live ngày hôm nay và có thể là biết cách uống nước hoặc là biết cách chọn lựa những loại nước để giúp bảo vệ thận của mình nha các cô bác anh chị. Rồi chào cô Lan nha, chào cô Casio, chào cô Hoàng Di, chào cô Cẩn Bùi, chào cô Hai Nguyễn, chào cô Hanh Nana, chào cô Thơ, chào cô Chính, chào cô Quỳnh Phúc. Rồi chào cô Ve. Rồi các cô bác anh chị có bất cứ câu hỏi gì có thể đặt cho bác Sĩ Minh nha. Chút xíu thì con sẽ trả lời cho các cô bác anh chị các câu hỏi từ trên xuống nha. Hổm gài khi mà nói về những chủ đề thận thì thật sự là các xét nghiệm đến phòng khám mới phát hiện là thật sự rất là nhiều người bị bệnh thận các cô bác anh chị ơi. Rất là nhiều cô bác anh chị lớn tuổi á, bị thận nó bắt đầu, chức năng thận bắt đầu suy giảm mà mình ít bao giờ mình để ý tới. Và khi mà những chủ đề này lên á, bắt đầu mình mới quan tâm, và khi đó đi làm xét nghiệm cho bệnh viện đem lại thì thấy thật sự là cái số lượng người mà trên 60 tuổi bị những cái vấn đề về thận, đặc biệt là chức năng thận suy giảm gặp rất là nhiều. Và có những người á nha, người ta còn chưa có nhận ra được là mình bị bệnh thận luôn á, chỉ khi mà xét nghiệm mới thấy kết quả suy giảm mà lúc đó mới biết là mình bị bệnh thận. Thì lúc đó bắt đầu mới biết kiêng cử, rồi bắt đầu mới biết chú ý hơn đối với sức khỏe của mình, đặc biệt là người lớn tuổi và những người mà có sử dụng nhiều loại thuốc á các cô bác anh chị, cần phải hết sức lưu ý và cần phải chú ý những cái chủ đề mà con đã chia sẻ nha. Thứ nhất là những cái triệu chứng của người suy thận, cái hai nữa là những cái sai lầm mà dễ dẫn tới tổn thương thận, và cái thứ ba nữa là những cái xét nghiệm hay là những cái mà cách mà chúng ta giúp chúng ta phòng ngừa, chế độ ăn uống như thế nào và hôm nay chúng ta nên chọn lựa những loại nước nào để uống để tốt cho thận nghe các cô bác anh vậy. Rồi thì bây giờ đầu tiên khi mà chúng ta nói về cái vấn đề chọn lựa nước nào thì chúng ta tìm hiểu chút xíu về cái vấn đề tầm quan trọng của nước đối với thận. Ở đây có một cái vấn đề mà nhiều cô bác anh chị cũng hiểu lầm là nếu mình lớn tuổi á mà mình uống quá nhiều nước thì nó cũng sẽ không tốt nha các cô bác anh chị. Do đó chúng ta uống ở một cái mức độ vừa phải, phù hợp với số lượng của cơ thể chúng ta, phù hợp với cân nặng của chúng ta, thì đó mới là vấn đề nó tối ưu và tốt nhất cho sức khỏe của mình. Vậy thì bây giờ khi mà chúng ta lớn tuổi, khi mà thận chúng ta bị yếu hoặc là thận chúng ta làm việc đi thì nước nó có vai trò gì? Đầu tiên nó sẽ giúp lọc và đào thải độc tố, đó là cái đầu tiên. Thì mình cứ tưởng tượng nha, cơ thể chúng ta nó giống như một căn nhà với các cô bác anh chị, mà bây giờ các cô bác anh chị muốn cho thận của mình, nó muốn cho cơ thể của mình nó được đào thải độc tố, muốn cái nhà được sạch sẽ đó, muốn cơ thể chúng ta sạch sẽ, muốn mạch máu chúng ta được thông thoáng thì chúng ta phải có nước
để nó giúp vận chuyển những cái độc tố, nó giúp trung hòa và nó giúp chuyển hóa, nó giúp lọc những cái độc tố ra khỏi cơ thể. Do đó là nước nó đóng vai trò rất là quan trọng trong cái việc lọc và đào thải độc tố. Thận thì đóng vai trò, nó hoạt động giống như một cái nhà máy lọc gì đó, nó sẽ giúp loại bỏ những chất cặn nè, những cái muối khoáng dư tồn tồn dư, hoặc là những cái chất độc từ trong máu, hoặc là những cái tàn dư của việc chúng ta sử dụng những cái thuốc kháng sinh giảm đau, hoặc những cái thuốc điều trị bệnh đưa vào cơ thể chúng ta. Giống như nước nó sẽ giúp duy trì cái lưu lượng máu chảy qua thận, thì nó giống như nó cứ duy trì đều đều thì thận chúng ta nó sẽ lọc đều đều để giúp cho cơ thể chúng ta được thanh lọc những cái chất độc, những cái chất thải hoặc là những cái tàn dư của các loại thuốc. Vậy thì nếu như chúng ta uống không đủ nước, hoặc là nếu như chúng ta cung cấp không đủ nước, hoặc là chúng ta đưa những cái loại nước không tốt vào cơ thể, thì cái quá trình lọc, cái quá trình đào thải này nó sẽ bị ảnh hưởng, và cái việc chức năng thận lúc đó nó sẽ bắt đầu bị suy giảm do cái việc chúng ta đưa không đúng hoặc là chúng ta đưa không đủ nước vào cơ thể. Được chưa? Chức năng đầu tiên mà của nước đối với thận đó là lọc và đào thải độc tố. Thứ hai là giúp duy trì cân bằng những chất lỏng. Ở đây á, thường á, chúng ta nghe cái từ này, nếu mà con nói nghe thì các cô nói qua thì các cô bác anh chị sẽ không có hiểu tại sao duy trì cân bằng chất lỏng là sao. Ở đây nha, chúng ta phải hiểu là chúng ta xét nghiệm máu, chúng ta rút máu á các cô bác anh chị, thì những cái máu của chúng ta nó người ta gọi là dịch ngoại bào, rồi những cái nước, những cái thành phần, những cái dịch ở trong tế bào thì người ta gọi là dịch nội bào. Và thận nó sẽ giúp duy trì cân bằng chất lỏng ở trong tế bào và ngoài tế bào, hay là dịch nội bào và dịch ngoại bào, cân bằng những cái điện giải, những cái chất khoáng nữa. Thì muốn làm được chuyện đó nó sẽ cần có nước để nó giúp cân bằng những cái việc đó. Do đó nước nó đóng vai trò, nó giúp thận cân bằng cái việc mà lượng dịch ở trong tế bào và ngoài bào cho phù hợp. Vì vậy thường các cô bác anh chị thấy khi mà mình bị bệnh thận á, thì thường mình hay bị phù, đúng không, hay bị sưng chân, sưng mặt nữa. Đó là do cái việc thoát dịch từ trong tế bào ra mô kẽ, hoặc là từ trong lòng mạch ra mô kẽ, là một quá trình mất cân bằng giữa, mất cân bằng chất lỏng giữa nội bào và ngoại bào á các cô bác anh chị nha. Nên khi mà giống như cái vấn đề nữa, khi mà cơ thể chúng ta uống quá ít nước, thì lúc này tế bào chúng ta nó sẽ bị thiếu nước đó, thì nó sẽ phải lấy những cái dịch nước hay chất lỏng từ trong ngoại bào đưa vào để giúp đảm bảo đủ cái lượng nước mà tế bào cần. Đó là cái gọi là cái sự cân bằng giữa trong và ngoài, những cái sự ưu tiên khi mà chúng ta đưa nước vào cơ thể nha. Rồi hai chức năng đầu tiên đó là đào thải độc tố, thứ hai nữa là giúp cân bằng những cái chất lỏng, thứ ba là nó sẽ giúp kiểm soát huyết áp. Thì thận nó sẽ giúp kiểm soát huyết áp bằng cách điều chỉnh lượng muối và nước trong máu. Thì khi mà chúng ta nghe đến đây thì chúng ta nhận ra được là huyết áp chúng ta nó sẽ bị ảnh hưởng nếu thận chúng ta bị suy, hoặc là thận chúng ta bị rối loạn chức năng, đúng không? Vì vậy các cô bác anh chị thấy á, thường những người bị bệnh thận sẽ đi kèm với bệnh huyết áp, và ngược lại nha, những người bị bệnh huyết áp cũng sẽ có biến chứng ở cơ quan, trong đó có cơ quan là thận. Do đó cái việc mà chúng ta đảm bảo nè cái lượng nước và đảm bảo chức năng thận để có thể cân bằng được lượng nước và lượng muối, tránh cái tình trạng tăng huyết áp, là chúng ta còn giúp thứ nhất bảo vệ thận, tránh những cái tổn thương của cái việc thiếu lưu lượng tuần hoàn tới nuôi thận do chúng ta cung cấp không đủ nước. Thứ hai nữa là giúp cho ngăn ngừa cái tình trạng tăng huyết áp. Tại vì nếu như các cô bác anh chị để thận nó dẫn tới tăng huyết áp thì nó sẽ là một cái dòng xoắn bệnh lý. Khi mà tăng huyết áp xuất hiện thì nó sẽ dẫn tới là cái việc cung cấp máu nuôi tới thận nó sẽ giảm nữa. Lúc này thì nó dẫn tới là thận bắt đầu yếu dần, xong bắt đầu nó dẫn tới huyết áp khó kiểm soát nữa. Nó trở thành một cái dòng xoắn bệnh lý mà chúng ta rất là khó để cắt ra. Vì vậy mà các cô bác anh chị phải lưu ý là cái việc những người mà có huyết áp đó nha, chúng ta phải cố gắng làm sao kiểm soát để tránh là dẫn tới những cái biến chứng ở những cái cơ quan, trong đó có thận nha các cô bác anh chị. Rồi cái đó là thứ ba. Cái thứ tư, cái này thì hầu như là sau mấy cái chủ đề về canxi, về thận á, các cô bác anh chị bắt đầu quan tâm tới cái này nhiều hơn, đó là cái vấn đề tạo sỏi hay là sỏi thận. Thì sỏi thận đầu tiên á, thường nó sẽ là những cái cặn lắng, hay chúng ta hay nói cặn vôi siêu âm, hay cặn vôi cặn lắng rồi đó. Thì nếu như
chúng ta uống nước đủ hoặc là chúng ta cung cấp đủ cái lưu lượng lọc đến thận thì nó sẽ giúp chúng ta lọc những cái cặn lắng này, hay là giúp đào thải những cái cặn lắng ra khỏi cơ thể để tránh nguy cơ hình thành sỏi thận. Và ở đây có một điểm mà các cô bác anh chị cũng lưu ý nữa là nếu viên sỏi mà kích thước nó dưới 5mm thì thường là cơ thể chúng ta có thể tự lọc đào thải được ra bên ngoài nha các cô bác anh chị. Nhớ nha, 5mm thường là cơ thể chúng ta sẽ tự có thể tự đào thải được ra bên ngoài. Nhưng nếu mà lớn hơn 5, nhỏ hơn 7 thì nó sẽ còn tùy người. Còn nếu lớn hơn 7 thì đa số là phải can thiệp. Bây giờ có những cái phương pháp, ví dụ tán sỏi ngoài cơ thể cũng là một cái phương pháp mà điều trị nó ít xâm lấn nhất để giúp chúng ta giải quyết những viên sỏi. Được chưa? Rồi tiếp theo, những cái chức năng khác của cái nước đối với thận là cái việc mà chúng ta cân bằng những cái ion hay điện giải ở trong cơ thể chúng ta. Nó sẽ có những cái điện giải để giúp chúng ta trao đổi chất, giúp chúng ta tăng chuyển hóa, giúp chúng ta chuyển hóa cơ sở và giúp cho việc dẫn truyền thần kinh như là kali, natri, clo, vân vân. Thì nếu như mà thận có vấn đề hoặc là cái lượng dung môi hay dễ hiểu là nước mà nó không đủ, nó sẽ dẫn tới mất cân bằng giữa những cái chất điện giải này, làm cho những cái rối loạn và có thể ảnh hưởng tới não nè, ảnh hưởng tới tim của chúng ta. Do đó là các cô bác anh chị lưu ý là cái việc mà khi mà chúng ta bị thận á, thường chúng ta thấy sao mà có những trường hợp mà nó dẫn tới não bị vấn đề, hay những trường hợp mà nó ảnh hưởng tới tim, nó làm cho tim bị rối loạn gì đó, là do những cái nguyên nhân liên quan đến điện giải nha các cô bác anh chị. Vì vậy khi mà chúng ta cung cấp đủ dung môi để những chất điện giải này nó hòa tan và nó trao đổi từ ngoài tế bào vào trong tế bào, ngược lại từ trong tế bào ra ngoài tế bào, thì lúc đó nó sẽ giảm những cái nguy cơ là những cái rối loạn về những cái điện giải này, hay nó giúp làm giảm nguy cơ những cái tổn thương ở thận. Được chưa? Đó chính là những cái chức năng của nước đối với những cái vai trò quan trọng của thận trong cái việc bảo vệ cơ thể chúng ta, trong cái việc mà lọc và đào thải độc tố, mà các cô bác anh chị phải lưu ý nha. Ở đây con nhắc lại, thứ nhất đó là lọc và đào thải độc tố, thứ hai là duy trì cân bằng những cái chất lỏng trong cơ thể chúng ta, thứ ba kiểm soát huyết áp, thứ tư là ngăn ngừa sỏi thận, và thứ năm đó chính là hỗ trợ các chức năng khác, trong đó những cái chức năng liên quan tới cân bằng ion và hormone. Được chưa? Rồi các cô bác anh chị lưu ý những cái này nha, để mà mình có thể nắm để mình biết những cái chức năng của thận, để chúng ta có thể khi mà bổ sung nước vào chúng ta biết là chúng ta uống nước vào có mục đích là gì và nó giúp ích được gì cho chúng ta đó các cô bác anh chị. Rồi tiếp theo thì bây giờ những cái tiêu chí chọn nước uống tốt cho thận là tiêu chí gì? Thường thường các cô bác anh chị hay chọn từ cây cỏ, đúng không? Con thấy đa số các cô bác anh chị hay chọn những cái loại cây. Và ở đây cũng có nhiều câu hỏi là bắt đầu hỏi là uống nước cây này cây kia được không rồi nè. Đó, thì thật sự những cái tiêu chí mà để chúng ta chọn nước uống tốt cho thận thì cái đầu tiên đó nha, là những cái mà nói chung những tiêu chí này nó cực kỳ nó khoa học. Còn cái việc những cái cây á thì có nhiều loại cây con chưa biết, có nhiều loại cây con cũng chưa tìm hiểu, nên đôi lúc có những cái con không thể trả lời ngay cho các cô bác anh chị được, thì con sẽ tìm hiểu và trả lời sau. Còn đây là những tiêu chí mà đã được gọi là nghiên cứu, cũng như những tiêu chí mà nó theo khoa học để chúng ta có thể áp dụng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta để bảo vệ thận của mình nha. Thứ nhất đó là nguồn nước sạch. Ở đây nguồn nước sạch là một trong những cái quan trọng nhất nha các cô bác anh chị. Con không biết các cô bác anh chị có quậy nước với cây này hay là nước với bất cứ cái gì đi chăng nữa, thì cái nguồn nước sạch luôn là một trong những cái quan trọng. Do đó là chúng ta nên có những cái máy lọc nước ở nhà nha các cô bác anh chị. Và nếu mà ai có điều kiện thì mình gắn luôn cái máy lọc nước ion kiềm thì nó sẽ tốt nhất, tối ưu nhất. Đó, gắn luôn cái máy lọc nước ion kiềm. Còn không thì ít nhất cũng phải có những cái máy lọc nước mà ít nhất là cũng hình như 9 lỗ hay 10 lỗ gì đó. Những cái máy lọc nước đó nó sẽ giúp chúng ta lọc những cái vấn đề ô nhiễm, những cái rác thải, những cái kim loại hay là những cái chất cặn một phần rất là lớn. Do đó cái đầu tiên là phải đảm bảo được nguồn nước sạch nha các cô bác anh chị. Cái đó là cái đầu tiên. Rồi pha trà hay bất cứ mọi thứ thì nguồn nước sạch là cái gọi là ưu tiên số 1. Cái thứ hai
là nguồn nước này phải ít đường, tức là cái tiêu chí chọn nước chúng ta là làm sao hạn chế đường. Đường nó sẽ làm tăng nồng độ gluco ở trong máu và nó thúc đẩy những cái phản ứng viêm, trong đó có những cái phản ứng viêm ở mạch máu trong thận và dễ gây tổn thương thận, đồng thời nó sẽ suy giảm chức năng thận theo thời gian. Và ngoài ra khi mà chúng ta bị đái tháo đường thì đó, thận là một trong những cái cơ quan gọi là cơ quan đích của những cái biến chứng của đái tháo đường, tức là suy thận nè, là đái tháo đường nó sẽ dẫn tới biến chứng là suy thận. Vì vậy á, là nếu mà chúng ta muốn thận chúng ta tốt thì chúng ta nên chọn những cái loại nước nào mà ít đường nha, hạn chế đường, ít đường nha các cô bác anh chị. Rồi thứ ba, hàm lượng muối, chú ý hàm lượng muối, ưu tiên chọn những nước mà có nồng độ natri thấp. Natri là giống như cái gọi là cái chất khoáng, một cái kim loại á, là natri đó. Thì cái natri nó giống như là muối ăn. Thì bây giờ các cô bác anh chị khi mà mình chọn nước, mình nhớ là mình chọn lựa những cái loại nào mà hàm lượng natri thấp, tốt nhất là dưới lượng muối mỗi ngày nha, tốt nhất là nên dưới 1000, được chưa, nên dưới 1000 mg natri mỗi ngày, hay là dưới 140 mg natri trên khẩu phần. Nói chung là làm sao mà các cô bác anh chị chọn lựa những cái loại nước mà nó ít muối là tốt nhất nha. Rồi cái thứ ba là còn hai cái chất điện giải mà bữa trước, hai cái chất khoáng mà bữa trước con nói cực kỳ quan trọng đối với người thận, đó là kali và phosphor. Thì chúng ta sẽ phải kiểm soát hàm lượng kali và phosphor. Vì vậy mà trong những cái loại thức ăn mà bữa trước mình nói, có những loại trái cây chúng ta ăn sẽ rất tốt cho thận, nhưng có những loại trái cây ăn nó sẽ gây cho cái thận chúng ta nó nặng hơn. Vì vậy khi mà chúng ta chọn lựa nước ép nè, chúng ta chọn lựa sinh tố nè, chúng ta sẽ chọn lựa những loại trái cây nào mà nó ít natri và ít phosphor, ít kali và ít phosphor, được chưa? Rồi thì chút xíu con sẽ nói cho các cô bác anh chị biết những cái loại nước uống, trong đó mình sẽ biết phân tích được những loại nước nào mà nó ít kali, ít natri, ít phosphor, đặc biệt là những cái loại nước sinh tố gì nè, hoặc là nước ép gì để mình uống cho nó tốt nha các cô bác anh chị. Thì khi mà mình bổ sung những cái loại nước vào cơ thể thì chúng ta phải chú ý những cái tiêu chí trên để chúng ta chọn lựa được đúng nha. Thứ nhất là nguồn nước sạch, thứ hai nữa là hạn chế đường, rồi thứ ba nữa là cố gắng làm sao chú ý hàm lượng natri, và thứ tư là kiểm soát cái lượng kali và phosphor khi mà chúng ta đưa vào cơ thể, được chưa? Rồi tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ đi qua những loại nước chúng ta chọn nha. Cái đầu tiên, cái mà chúng ta uống hàng ngày và cái dễ tìm nhất và là một trong những cái tốt nhất, đó chính là nước lọc nha các cô bác anh chị. Cái đầu tiên đó là nước lọc, thì chúng ta cứ nhớ là 70% cơ thể của chúng ta là nước. Vậy thì khi mà chúng ta cung cấp nước vào cơ thể, nước lọc vào cơ thể là chúng ta đang cung cấp một cái lượng lớn những cái dung môi chính hay dung môi cần thiết cho cơ thể chúng ta. Nó sẽ giúp duy trì cái thể tích tuần hoàn hay gọi là cái lưu lượng máu và lưu lượng chất lỏng ổn định chảy qua thận. Đó là thứ nhất. Thứ hai là ngăn ngừa tình trạng sỏi thận, loại bỏ những cái độc tố và tránh cái tình trạng suy giảm chức năng thận nha. Đó là những cái ưu điểm hay những cái tiêu chí mà những cái quan trọng của nước lọc. Đầu tiên, nước lọc nó chiếm 70% cơ thể chúng ta, trọng lượng cơ thể chúng ta. Thứ hai, nó giúp duy trì cái lưu lượng thể tích máu. Thứ ba, lưu lượng chất lỏng ổn định đến thận. Và thứ tư là giúp loại bỏ những cái độc tố. Và thứ năm đó là ngăn ngừa tình trạng sỏi thận và tránh cái tình trạng suy giảm chức năng thận. Ở đây nếu như các cô bác anh chị mà là những người mà lớn tuổi mà có hay có bệnh lý dạ dày á, hoặc là có những cái bệnh lý về acid reflux máu tăng hay là bệnh gút á, thì ở đây chúng ta phải lưu ý là hầu như trong những trường hợp này đa số cơ thể chúng ta, môi trường nó đang bị acid quá, và khi chúng ta chọn nước đưa vào cơ thể này nè, đó chính là nước lọc, là một trong những cái nó sẽ giúp cân bằng pH ở trong nước tiểu và những cái pH ở trong cơ thể chúng ta nữa các cô bác anh chị. Vì vậy mà nếu mình có những cái bệnh lý về dạ dày, mình có những cái bệnh lý liên quan tới gút hoặc là acid reflux, thì chúng ta nên chọn loại nước ion kiềm thì nó sẽ là tối ưu hơn nha. Con nhắc lại thì đương nhiên là để gọi là những cái bằng chứng khoa học mà nó thật sự rõ ràng về nước ion kiềm á, thì nó chỉ nói chung là nó chỉ sẽ giới hạn ở một cái số lượng nhất định. Nhưng có điều, có nó có những cái mà mình suy nghĩ gì nè, các bạn vậy, giống như là giữa nước lọc
và nước dông kiềm, thì hai cái nó đều cung cấp nước bình thường, tại bản chất nó đều là nước lọc, nhưng một cái nó có nhiều dông kiềm hơn, mà nhiều dông kiềm hơn thì chắc chắn nó sẽ tốt hơn là một cái nước lọc đơn thuần nha. Còn cái hiệu quả để gọi chung hòa thì nó sẽ tùy thuộc vào mỗi người, giống như cái hiệu quả làm lành vậy đó. Bây giờ nhiều một người mà cơ thể nó nhiều bệnh mãn tính, cơ thể nó có bệnh dạ dày rồi thêm bệnh acid, thì đương nhiên cái khả năng trung hòa nó sẽ ít hơn những cái người mà hầu như không có bệnh, hầu như cơ thể khỏe mạnh. Do đó đối với những người mà có vấn đề bệnh lý, thường đừng có trông đợi nhiều quá trong cái khoảng thời gian đầu, tại bản chất chúng ta đang muốn trung hòa cơ thể chúng ta theo một cách sinh lý nhất, theo một cách khoa học mà gọi là cách cân bằng nhất. Chúng ta sẽ cần thời gian để cho tế bào chúng ta ổn định từ 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 các cô bác vậy. Vì vậy chúng ta phải cố gắng làm sao chúng ta tạo thành thói quen và chúng ta duy trì thói quen thì nó mới giúp ích được cho cơ thể chúng ta nha. Đó là về cái ion kiềm. Thì ở đây có nhiều cô bác anh chị, đặc biệt là những cái chú mà bị acid reflux á, khi mà sử dụng nước ion kiềm á, cứ xét nghiệm liên tục á các cô bác anh chị, thì thật sự không có ý nghĩa. Tại bản chất á, là muốn mà cơ thể chúng ta thay đổi môi trường hoặc ít nhất là nó cân bằng lại được thì cũng cần phải 6 tháng. Bây giờ uống mới được 1 tháng, các bác anh chị xét nghiệm thì chắc chắn nó chưa thay đổi gì đâu. Uống thuốc 1 tháng thuốc tây nha thì may ra acid reflux giảm, chứ còn để gọi là cơ thể mình cân bằng và để gọi là nó lọc từ từ cái acid reflux ra khỏi cơ thể đi thì nó sẽ cần thời gian dài hơn. Nhưng thời gian dài thì cái hiệu quả và cái gọi là cái duy trì sau đó nó sẽ lâu hơn. Tại vì khi mà chúng ta đã trung hòa, chúng ta đã giúp cân bằng được môi trường trong cơ thể chúng ta, thì lúc đó cái khả năng mà chúng ta bị lắng lại nó sẽ thấp hơn. Còn đối với bị dùng thuốc thì chúng ta đang làm giải quyết cái cấp tính. Giống như bây giờ chúng ta bị tăng acid reflux máu, chúng ta sợ lắng ở thận gây suy thận, sợ lắng ở khớp gây acid reflux gây gút, thì lúc này chúng ta sẽ thải nhanh để cho nó tránh những cái tình trạng lắng quá nhiều đó. Nhưng thải nhanh thì đương nhiên cái tỷ lệ mà chúng ta mắc lại, cái tỷ lệ mà nó tăng lên lại là nó sẽ có hoàn toàn nó gần như chắc chắn nó sẽ xảy ra. Vì vậy mà tại sao có nhiều cô bác anh chị á, đặc biệt những chú mà hay uống rượu bia nha, là nó không bao giờ nó hạ xuống được chút xíu là chừng 1-2 bữa là bắt đầu nó tăng trở lại. Lý do là tại vì chúng ta không có tạo cái môi trường để nó ổn định được chưa. Đó, nên ở đây nếu mà các cô bác anh chị nào mà có những cái vấn đề như con nói, hoặc là nếu mà mình có điều kiện thì mình nên uống nước ion kiềm luôn, nó sẽ tốt cho cơ thể mình hơn. Chứ bây giờ thật sự là cái việc mà những cái loại bình ion kiềm bây giờ bắt đầu nó phổ biến trên thế giới lắm rồi các cô bác anh chị ơi. Ở Nhật hầu như là nhà nào người ta cũng có luôn á. Thì cái này là giống như con nói, bây giờ có những cái dạng bình bên Hàn Quốc người ta làm đó, thì nó là dạng giống như là để vào rồi lắc thôi, lắc khoảng 2 phút là nó thành nước ion kiềm. Chúng ta rất là tiện, đem đi đâu cũng được sử dụng được hết. Mà một cái bình nó hình như có 1 triệu mấy á, mà chúng ta uống được tới 3 năm, nên con nghĩ là nó sẽ rất là dễ và tiết kiệm để cho các quán gì có thể sử dụng nha. Rồi cái đó đầu tiên là nước lọc, nhớ giùm con nha, nước lọc là cái quan trọng nhất và là cái cần thiết nhất cho cơ thể chúng ta. Chúng ta có uống nước gì khác đi chăng nữa, nhưng mỗi ngày chúng ta phải bổ sung đủ cái lượng nước lọc cần thiết cho cơ thể chúng ta dựa vào cân nặng nha. Rồi nhắc lại chút xíu cái cách tính chỉ số cân nặng, đó chính là bằng chỉ số lít nước uống là bằng 0.04 nhân cân nặng nha. Hồi chiều có một cô ở Mỹ về, các bác anh chị, cô có thói quen rất là tốt, rất là tích cực tập thể dục, ăn uống khoa học, nhưng lại bị những cái vấn đề đó là hay tiểu đêm và giống như là rối loạn giấc ngủ, cũng giống như là uống nước xong lại rất là dễ mất tiểu. Thì khi mà nghe những cái chia sẻ của con thì cổ mới nhận ra là cổ chỉ có 35 kg thôi, mà một ngày cổ uống 2 lít nước, tức là cổ đang uống nhiều hơn bình thường, nhiều quá, nên nó dẫn tới là cái việc là đi tiểu này kia của cổ á, nó sẽ nhiều hơn. Kèm theo đó là cách của nước chưa có đúng, nên lúc đó là cổ đi uống xong á là thường cổ sẽ dễ bị mất tiểu ngay. Nhưng mà bắt đầu thay đổi cái cách uống nước, bắt đầu biết tính số lượng nước thì uống nó đúng hơn, và cách uống đúng hơn thì dẫn tới gì, chúng ta hấp thu được tốt hơn các cô bác anh chị nha. Rồi ở đây các cô bác anh chị nào mà nhớ cái cách uống nước thì comment cho con biết coi. Hồi sáng là hồi chiều là cô tới cô nói rất là kỹ luôn á, cách uống nước như thế nào cho chúng ta vừa hấp thu được nước tốt nhất mà lại vừa tránh cái tình trạng là chúng ta đi tiểu nhiều hoặc là đi tiểu ngay sau khi uống nước. Đó, các cô bác anh chị có thể là comment cho con biết nha, để coi mình nhớ đúng không nha. Đó,
bác chỉ cách tính số lượng nước. Cách tính số lượng nước là bằng 0,04 nhân với cân nặng. Ví dụ một người 50kg là 0,04 nhân 50 là nó sẽ ra 2 lít. Còn một người mà 60kg thì sẽ là 2 lít tư. Đó, chúng ta cứ lấy cái đó chúng ta tính là chúng ta sẽ ra được cái số lượng nước cần thiết mỗi ngày mà chúng ta cung cấp nha các cô bác anh chị. Lưu ý cái điểm này nha. Đó, đôi lúc mình uống nó dư nước á, chút xíu con sẽ có một slide nói về cái việc mà chúng ta uống uống nước mà dư nước nó sẽ có những cái vấn đề gì nữa đó nha. Chút xíu con sẽ nói về cái vấn đề đó nữa đó. Rồi bây giờ nói cái cách uống nước nha. Uống từ từ, không uống nhiều lốt. Rồi cô Tiết Trần, chào Bác Minh, hồi chiều mới gặp bác. Dạ chào cô Tiết. Đây, khi uống nước nhớ ngậm đưa hai bên má rồi mới uống, ngủ dị. Rồi đúng rồi đó chú. Trời ơi, chú nhớ rất là chính xác luôn. Rồi cách uống nước như thế nào cho đúng ở đây chú Kaisio. Ê chú nè, chú Kaisio hay cô Kaisio này, con thấy hình như chú mới comment hay gì nè, trước giờ chưa gặp cái tên của chú, nhưng mà chú nói rất là chính xác cách uống nước luôn á. Đầu tiên chúng ta uống nước nha, là chúng ta sẽ uống từng ngậm, không đợi khát mới uống, uống từng ngậm và đưa qua hai bên má trước khi chúng ta nuốt vào nha các cô bác anh chị. Đó, chúng ta sẽ đưa qua hai bên má để chúng ta nuốt vào, mục đích là chúng ta báo hiệu cho não biết là chúng ta sắp đưa nước vào trong đường tiêu hóa, bởi chúng ta tác động vào hai bên má giống như chúng ta tác động vào những cái đầu mút thần kinh để não biết là chuẩn bị đưa nước vào. Nó sẽ khởi động hai quá trình ở đường tiêu hóa là quá trình hấp thu và tái hấp thu, nên nó sẽ giúp chúng ta hấp thu lượng nước ở ruột non và tái hấp thu ở ruột dạ. Nó sẽ là một cách tối ưu nhất giúp cho chúng ta ngăn ngừa cái việc mà cái nước nó đào thải ra quá nhiều. Còn nếu các cô bác anh chị để ý nha, khi mà mình uống khát và giống như chúng ta uống nhanh á, chúng ta thường uống một lần khoảng cỡ 400, 300, 400, có người uống 500ml luôn, và uống rất là nhanh. Lúc đó thì não chúng ta chưa kịp định hình luôn á, đường tiêu hóa chúng ta đưa vào nó giống như là chúng ta đang đổ một cái hát nước cực kỳ nhanh qua mấy cái miệng cống nhỏ vậy đó, nên nó hấp thu rất là ít đó, từ đó nó thải ra ngoài nhiều. Đó là lý do tại sao khi mà chúng ta uống nước xong là chúng ta đi tiểu ngay. Còn nếu như chúng ta uống từ từ thì đương nhiên cái thời gian chảy nó sẽ chậm hơn, và lúc này cái gọi là cái hấp thu của ruột chúng ta nó sẽ từ từ hơn, nên nó sẽ hấp thu được nhiều hơn, và kèm theo đó là chúng ta còn kích thích não biết là chuẩn bị đưa nước vào, nên cái quá trình tái hấp thu ở đường tiêu hóa dưới từ cái ruột già chúng ta đó nó cũng sẽ xảy ra được tốt hơn, để tránh cái tình trạng nó mất nước quá nhiều do chúng ta uống không đúng cách, được chưa? Rồi. Cách ăn người suy thận hả cô Quỳnh Thị Phượng? Bữa trước con mới chia sẻ luôn đó cô. Bữa trước con mới chia sẻ luôn nữa, con sẽ làm một cái video nha. Bên TikTok thì hơi khó, nó không có lưu lại mấy cái livestream. Rồi tiếp tục. Nước lọc bây giờ, một cái loại nước thứ hai, các cô bác anh chị nghe kỹ nha. Tại mình nghe không kỹ, mình tưởng lầm là bác sĩ Minh nói uống nước gì lạ quá đó. Là cái này, thường là chúng ta hay nghe nói nước ngọt có ga đúng không? Còn cái nước mà tốt cho thận là nước khoáng có ga nha các cô bác anh chị. Nước khoáng có ga, cái loại mà nó không chứa đường hay chất tạo ngọt nhân tạo, thì nó sẽ cung cấp rất là nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nhắc lại, nước khoáng có ga, không có đường hoặc là chất tạo ngọt nhân tạo, thì đây là loại cung cấp rất là nhiều lợi ích cho sức khỏe. Thứ nhất, nước khoáng, cái từ khoáng nó đã nói lên là cân bằng điện giải. Nó sẽ cung cấp những cái chất điện giải cần thiết cho cơ thể chúng ta, ví dụ natri, kali, magie, clo. Đó, nó sẽ giúp ổn định huyết áp và giúp cho pH trong cơ thể chúng ta được ổn định luôn, ngăn ngừa những cái bệnh lý sớm hoặc là ngăn ngừa những cái bệnh lý mãn tính như là tăng huyết áp, như là cái việc mà những cái bệnh lý về tim hoặc là những cái bệnh lý về thận do cái sự mất cân bằng điện giải nha. Nước khoáng có ga nha các cô bác anh chị. Rồi like TikTok luôn được. Ý bởi vì bạn Ngô Thành Đạt chỉ cho bác sĩ Minh chứ, lưu chỗ nào ta, không biết đường lưu á, sao lưu được. Thường like xong nó mất mà.
Rồi đầu tiên là điện giải nha các cô bác anh chị, cân bằng điện giải nhớ giùm con, là cái lỗi thứ hai này comment đi để nhớ. Nước khoáng có ga nha, nó sẽ giúp cân bằng điện giải, mà khi cân bằng điện giải nó sẽ cung cấp vào gì, cung cấp vào kali, natri, clo, magie, cơ thể sẽ được giúp được cân bằng cơ thể về cái thứ nhất huyết áp ổn định, thứ hai là cân bằng cái pH trong cơ thể, ngăn ngừa những cái biến chứng của cái việc rối loạn về cân bằng điện giải như là thận, như là tim, như là bệnh lý huyết áp, được chưa? Rồi cái thứ hai là kích thích vị giác, thường ga cái ga trong nước khoáng có ga kích thích vị giác và tạo ra cái niềm vui hoặc là những cái gọi là cái niềm vui hoặc là những cái thích thú trong cái việc mà bổ sung nước thường xuyên hoặc là uống nước thường xuyên á các cô bác anh chị nha. Cái ga ở trong nước khoáng nó sẽ kích thích vị giác và nó sẽ tạo ra những cái niềm vui mà giúp chúng ta tăng cái sự thích thú khi mà uống nước nữa. Rồi cái thứ ba là lượng ga ở trong đây nó còn giúp chúng ta hạn chế ăn quá no, mà khi hạn chế ăn quá no nó sẽ giúp chúng ta kiểm soát chế độ ăn uống ở một cái mức vừa phải và ngăn ngừa tình trạng thừa cân béo phì. Mà khi thừa cân béo phì thì nó là một trong những cái tác nhân, một trong những cái nguyên nhân nó gây ra những cái bệnh lý về chuyển hóa, ví dụ như là những cái mạch máu nó bị sơ vữa, và ví dụ có động mạch thận nó giảm lượng máu nuôi tới thận, những cái mạch máu trong lòng của quả thận hay là người ta gọi là những cái tiểu cầu thận nó cũng sẽ bị ảnh hưởng nếu như cái lượng lipid nó tăng quá cao hay chúng ta bị thừa cân béo phì, dễ dẫn tới những cái bệnh lý tại thận đó, được chưa? Nên cái việc mà chúng ta uống nước khoáng có ga nó có tới 3 tác dụng, con nhắc lại nha: cân bằng điện giải, thứ hai là kích thích vị giác, và thứ ba kích thích vị giác của cái việc thích uống nước chứ không phải ăn nghe các cô bác anh chị, kích thích vị giác của cái việc thích uống nước, và thứ ba đó là hạn chế ăn quá no, được chưa? Nước khoáng có ga chứ không phải là nước ngọt có ga nha các cô bác anh chị. Để em thôi là nói ông này ông bị cái gì mà ông kêu suy thận mà đi uống nước ngọt có ga nha, nước khoáng có ga nha. Rồi cái thứ ba, thật sự cái này á nó còn nhiều những cái nghiên cứu á các cô bác anh chị đối với cái loại thứ ba này nè, thì nó có những cái nghiên cứu rất là tốt cho người thận, nhưng có một vài những nghiên cứu nó phản biện lại. Thì một phần là do chúng ta uống cái loại này quá nhiều, thì bây giờ khi mà các cô bác anh chị mà biết cái loại này nó tốt cho thận thì mình uống ở mức độ vừa phải chứ không phải là mình uống thiệt nhiều nha. Thì cái loại thứ ba này đó chính là cà phê nha các cô bác anh chị, cà phê nha. Cà phê ở đây là cà phê đen và cà phê mà hạt nó organic á, tức là những cái cà phê sạch á, chứ không phải là cà phê bean hay là cà phê sữa đâu nha các bác chị. Bây giờ có những cái cà phê bean á, thật sự là nó rất là nguy hiểm cho sức khỏe chúng ta. Thì những nghiên cứu người ta cho thấy á, là việc mà chúng ta uống khoảng 2 tách cà phê mỗi ngày nó sẽ giúp giảm 17% nguy cơ mắc những cái bệnh lý suy thận cấp tính và giảm 13% nguy cơ suy thận mãn tính nha. Nếu chúng ta uống khoảng 2 tách cà phê, tức khoảng 500ml á, mỗi ngày, nó sẽ giảm 17% nguy cơ bệnh suy thận cấp tính, nhưng và 13% nguy cơ bệnh suy thận mãn tính, nhưng nhớ là không được quá 700ml cà phê mỗi ngày nha, không được quá 700ml cà phê mỗi ngày. Tại vì nếu như các cô bác vậy mà uống hơn là nó sẽ làm tăng nguy cơ bệnh thận nha. Uống hơn 700 là nó khác nha. Nên chỗ này á, cái quan trọng mà là mình phải nghe kỹ mà mình phải nhớ. Chứ nếu chỗ này mà ông nói ông này ông kêu uống cà phê, cái bắt đầu về uống mỗi ngày, ngày nào cũng uống 4-5 ly, xong cái đầu thận yếu dần, cái bắt đầu nói tại vì ông này ông chỉ không đúng là không phải nha. Chỗ này các cô bác anh chị lưu ý giùm con, đó là cà phê người ta nghiên cứu là nếu chúng ta uống một ngày khoảng 2 tách, tức là khoảng 500ml đổ lại đó, thì nó sẽ rất tốt trong cái việc ngăn ngừa những cái bệnh lý về thận, đó là nó giảm 17% nguy cơ mắc suy thận mãn tính, suy thận cấp tính, và giảm 13% nguy cơ mắc suy thận mãn tính, được chưa? Đó, nhớ chỗ này nha các cô bác anh chị, không nên uống nhiều hơn 700ml mỗi ngày. Rồi trong cà phê nó có chứa hai thành phần mà giúp cho cái thận chúng ta tốt, đó là thứ nhất caffeine. Thì caffeine nó giúp kích thích hệ thống thần kinh trung ương nè, tăng cường lưu lượng máu đến thận và giúp thận chúng ta hoạt động khỏe hơn. Caffeine đó nha, có trong cà phê á,
kích thích thần kinh trung ương, tăng cường lưu thông máu và giúp thận hoạt động hiệu quả hơn. Thứ hai là những cái chất chống oxy hóa, ví dụ như là chlorogenic hoặc là cái chironelin ở trong cà phê, thì nó sẽ giúp là bảo vệ thận, tránh được những cái viêm nhiễm hoặc là những cái phản ứng viêm xảy ra tại thận. Đó, được chưa? Hai cái thành phần trong cà phê nó có hiệu quả. Một là caffeine kích thích thần kinh trung ương, tăng lưu lượng tuần hoàn đến thận, giúp thận hoạt động hiệu quả. Thứ hai là những cái chất chống oxy hóa là acid lauryl và chironelin, nó sẽ giúp cho cái việc giảm những cái phản ứng viêm ở tại thận. Được chưa? Nhắc đi nhắc lại nha, uống khoảng 2 tách, dưới 2 tách một ngày cà phê sạch, cà phê organic thì nó sẽ tốt. Cà phê không có pha đường nha các cô bác anh chị, chứ không phải là cà phê sữa hay cà phê pha đường nha, thì nó sẽ rất tốt trong việc giảm nguy cơ bị bệnh thận. Nhưng nếu mà uống trên 700ml thì nó sẽ phản tác dụng nha, nó sẽ gây cho thận mình nặng nề hơn. Đó, nhớ chỗ này giùm con nha, để đừng có để nó xảy ra những cái đáng tiếc do cái việc chúng ta nghe không kỹ hoặc là chúng ta uống không đúng nha các cô bác anh chị. Rồi, được chưa? Chỗ này nhớ nha, tại vì con biết ở Việt Nam mình nhiều cà phê sữa được không? Không được nha cô ơi, cà phê sữa không được nha, cà phê đen thôi không đường luôn á. Cái loại cà phê là ở Việt Nam mình uống rất là nhiều, và con biết thật sự là để mà các cô bác anh chị á, ở Việt Nam á nha, thì hầu hết là đa số là có uống cà phê không một ly, ông không hai ly là một ly buổi sáng. Thì rất là mong qua cái buổi ngày hôm nay á, các cô bác anh chị biết uống cho nó đúng, và đặc biệt là uống như thế nào cho nó đừng có quá nhiều, đừng có gây hại cho cơ thể chúng ta mà nó lại tốt cho thận nữa nha các cô bác anh chị. Rồi bây giờ thứ tư, loại này là một loại mà nó giúp ích rất là nhiều vấn đề cho cơ thể sức khỏe chúng ta và cũng giúp ích cho thận. Nhưng nếu như các cô bác anh chị uống cái loại này mà uống quá đặc thì nó lại phản tác dụng nữa nha. Nên chỗ này có những cái mà con nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần để cho mình đừng bao giờ mắc phải những cái sai lầm này. Đơn giản là trong cái việc ăn uống, đôi lúc chúng ta chỉ cần chúng ta giống như chúng ta nghe, chúng ta hiểu không rõ, chúng ta nghe không kỹ mà chúng ta dùng không đúng á, nó sẽ phản tác dụng. Cái thứ tư này rất là nhiều người uống và rất là nhiều người biết, đó là trà nha các cô bác anh chị. Những cái loại trà mà tốt cho thận, cho cơ thể chúng ta là trà xanh và những cái trà gừng đó. Thì ở đây trà nghệ và trà gừng, thì ở đây á, đối với trà nhớ giùm con là không pha quá đậm đặc nha các cô bác anh chị, không pha nó quá đậm đặc. Dù trà nào cũng vậy, trà xanh, trà gừng, trà nghệ thì không pha quá đậm đặc nha. Tại vì khi mà chúng ta pha quá đậm đặc thì thận nó phải làm việc, lúc đó nó phải lọc, nên chúng ta sẽ pha nói chung là vừa phải. Đối với con là con uống trà nhạt đó, thường tại vì con uống trà nhiều con cũng mất ngủ nữa nên con không uống trà nhiều được, con uống trà nhạt đó. Thì ở đây các cô bác anh chị lưu ý là trong trà xanh nó có catechin và polyphenol, đây là những cái chất chống oxy hóa cực kỳ mạnh mẽ và nó giúp giảm những cái phản ứng viêm ở mạch máu thận, ở cầu thận, đồng thời là giúp ổn định huyết áp để ngăn ngừa những cái bệnh lý mãn tính. Được chưa? Nhớ nha, trong trà xanh nó sẽ có cái polyphenol và catechin, đây là hai thành phần mà nó sẽ giúp cho ngăn những cái phản ứng viêm mãn tính trong mạch máu và ở cầu thận, đồng thời là giúp do ổn định huyết áp để cho ngăn ngừa những cái biến chứng suy thận mãn tính. Rồi cái thứ hai, trà nghệ và trà gừng, thì trong trà nghệ nó sẽ có cái curcumin. Thì ở đây con nói nhiều lắm mà, nói chung nghệ là một trong những cái hoạt chất rất là tuyệt vời của thiên nhiên mà giúp cho cơ thể chúng ta. Nhưng cái hoạt chất trong nghệ đó là curcumin, thì ở đây nhắc lại để các bác anh chị nhớ nha, đó là cái curcumin ở trong nghệ nó chỉ chiếm hình như là 0.3 hay 0.03 gì đó, tức là 1 kg nghệ thì các bác anh chị chỉ có 3 gram là curcumin thôi đó. Nên nếu như mà mình hiểu lầm ở chỗ là bây giờ mình lấy nghệ tươi để mình ăn và mình uống thì nó sẽ có thể gây ra những cái rối loạn về đường tiêu hóa, tại vì những cái chất khác ở trong nghệ nó còn trong đó nhiều lắm, trong khi có curcumin nó chỉ có 3 gram, 1000 gram nghệ chỉ có 3 gram curcumin thôi, vậy thì còn lại 997 gram là chất khác.
Do đó là thường nếu như chúng ta sử dụng nghệ tươi, chúng ta phải hết sức lưu ý là cái khả năng chúng ta bị những cái kích ứng đường tiêu hóa nó sẽ tốt hơn. Bản chất curcumin nó sẽ không gây kích ứng đường tiêu hóa mà ngược lại nó còn làm lành những cái tổn thương trên niêm mạc đường tiêu hóa nữa. Do đó mà nếu mà chúng ta có những cái bệnh lý đường tiêu hóa, chúng ta có bệnh lý về khớp và chúng ta muốn sử dụng cái nghệ để giúp cho cơ thể chúng ta ngăn ngừa những cái bệnh lý mãn tính, thì chúng ta nên chọn lựa những cái curcumin mà nhắm trúng đích mà con hay nói, tức là nhắm vào những cái tế bào viêm, nhắm vào những cái nơi tế bào bị tổn thương để nó làm lành những cái tổn thương đó, thì nó sẽ tối ưu hơn là các cô bác anh chị chọn lựa những cái loại nghệ tươi mà trong đó curcumin nó hàm lượng thấp, hoặc là những cái curcumin mà nó chỉ đơn thuần là bào chế chứ nó không có những cái cơ chế, không có những cái công thức mà giúp nhắm trúng đích nha các cô bác anh chị. Rồi, đó là trà nghệ. Thì trong đó nó có curcumin là một trong những cái hoạt chất mà nó sẽ giúp là làm lành tổn thương cũng giống như là ngăn ngừa những cái tổn thương bởi gốc tự do, gốc oxy hóa. Thứ hai là gừng. Thì trong gừng á nó sẽ có những cái thành phần là ví dụ resveratrol nè, đó là một trong những cái hoạt chất mà nó sẽ giúp chống oxy hóa, nó giúp bảo vệ cầu thận, tránh những cái tổn thương bởi chất thải, chất độc hoặc là những cái gốc tự do, gốc oxy hóa nha. Trong trà thì thường trà xanh, trà gừng và trà nghệ nha các cô bác anh chị. Và nhớ đi nhắc lại là chúng ta pha nhạt hoặc là pha ở mức độ vừa phải, không pha quá đậm đặc để uống nha. Không pha quá đậm đặc nha. Rồi tiếp theo, đây tới phần quan trọng nè, cái này là những cái nhiều cô chú hỏi nhiều nè. Một cái loại nước mà nó sẽ giúp ích cho thận rất là nhiều. Ở đây các cô bác anh chị hay nghe bây giờ á, trong những cái quán cà phê hay quán nước người ta có chữ smoothie á, thì bản chất đây là cái sinh tố đá xay nha các cô bác anh chị. Thì sinh tố đá xay là một trong từ hoa quả nha, là một trong những loại thức uống mà rất tốt cho thận nếu như chúng ta uống đúng. Nhắc lại nha, nếu như chúng ta uống đúng, không phải loại trái cây nào cũng tốt cho thận nha. Chỉ có những cái loại trái cây nào mà nó ít natri, ít kali, ít pho thì nó mới tốt cho thận. Còn nếu chúng ta chọn những loại trái cây mà nhiều kali, nhiều natri hay nhiều pho thì nó sẽ phản tác dụng nha các cô bác anh chị. Rồi, ở đây smoothie hoa quả hay là những cái sinh tố đá xay này nè, thì nó cung cấp những cái gì? Thứ nhất là nước. Nước từ những trái cây. Thứ hai, chất xơ từ trái cây. Cái sinh tố nó sẽ ưu điểm hơn nước ép là chúng ta gần như chúng ta lấy được những trọn vẹn những cái chất xơ đó ở có trong cái những cái lò quả đó luôn, tại vì chúng ta xay mà. Cái thứ ba, những cái chất chống oxy hóa và những cái vitamin khoáng chất cần thiết cho cơ thể cũng giống như thận, ví dụ vitamin nhóm B, vitamin C, những cái chất như carotenoid rồi polyphenol, đó là những cái chất mà nó rất tốt trong cái việc mà ngăn ngừa những cái tổn thương ở thận do viêm nhiễm nè, rồi giúp bảo vệ mạch máu cũng giống như là ngăn ngừa tạo sỏi ở thận, được chưa? Đó là ba cái loại tác dụng của cái nước sinh tố đá xay qua từ hoa quả nha các cô bác anh chị. Rồi vậy thì bây giờ chúng ta sẽ phải chọn lựa để uống cho tốt cho sức khỏe, đặc biệt là thận. Hồi nãy chúng ta nhớ nguyên tắc là chúng ta chọn nước nào mà ít đường, đúng không? Nước sạch, ít đường, ít muối và ít natri, ít kali, ít pho. Đó, vậy thì bây giờ cái đầu tiên chúng ta sẽ chọn trái cây nào mà nó ít đường để chúng ta làm nước ép uống nha. Thì ở đây những cái loại trái cây ít đường mà chúng ta có thể chọn lựa, ví dụ như là táo nè, ví dụ như là bơ nè, ví dụ như là dâu tây nè, những cái loại này nó rất là ít đường, nó không có nhiều đường. Hay gì vậy, chúng ta chọn như là mít nè, sầu riêng, chúng ta sẽ sinh tố, thì cái đó con thua nha các cô bác anh chị. Ở đây nếu mà ai có thói quen uống những sinh tố mít hoặc là sinh tố sầu riêng thì thay đổi giùm con. Thứ nhất là khi mà tìm hiểu và càng sâu về những cái những cái chuyển hóa của insulin đối với cơ thể á, thì mới nhận ra là cái việc những cái loại trái cây ngọt nó giúp, nó là một trong những cái cũng rất là đáng sợ trong cái việc mà gây tăng triglyceride máu các cô bác anh chị. Và bản thân của con là một trong những cái mà người mà đã trực tiếp gặp phải cái tình trạng đó, là bị tăng triglyceride mang tính chất gia đình mà con nói nhiều lần rồi, đúng không? Mà lại thích ăn mít,
uống sinh tố là sinh tố mít không? Đó, hồi đó, đó là nhớ hồi đó là cứ đi sinh tố là sinh tố mít, cứ đi sinh tố là sinh tố mít. Thì lúc nào chỉ số acidic, chỉ số triglyceride nó cũng ở nằm ở cái mức ngưỡng cao hết. Bình thường là nó chỉ là 188 thôi. Đó, nhưng mà lúc nào xét nghiệm acid chỉ số triglyceride của con nó cũng nằm ở mức 500, 700 và đã 2 tới 3 lần phải rút máu bỏ, rút bỏ máu thôi, chỉ đơn giản vì máu nó quá đặc. À, hồi lúc đó mình cũng cứ nghĩ là tại mỡ máu chứ không có liên quan gì tới trái cây, ăn trái cây là nó tốt, nhưng mà tới chừng càng sau này rồi tìm hiểu xong mới nhận ra được, thì giống như có những người mà người ta ví dụ như bản thân con đã từng bị và có những kinh nghiệm, thì khi mà chia sẻ lại cho các cô bác anh chị là những cái nó rất là thật, kiểu giống như mình đã trải qua rồi, mình đã trực tiếp sử dụng nó rồi và mình đã từng bị rồi á, thì nó sẽ rất là thật. Giống như cái việc mổ cái chân cũng vậy đó, nên ở đây cái việc chọn những loại trái cây mà ít đường là một trong những cái cực kỳ quan trọng để giúp các cô bác anh chị khỏe nha. Sinh tố hoặc là nước ép nó sẽ rất tốt cho cơ thể với điều kiện chúng ta không để đường hoặc là chọn những loại trái cây ít đường, được chưa? Thì có nhiều người người ta nói chút xíu nói qua bằng nước ép đi, con sẽ nói cái phần này để cho các cô bác anh chị hiểu rõ. Nói chung có nhiều người rất là anti, tức là rất là chống đối cái vụ nước ép, tại vì nó là nước ép nó không có tác dụng gì hết. Nhưng mà chút mình sẽ nói bản chất nước ép là trong đó nó vẫn có vitamin khoáng chất mà làm sao không có tác dụng được, chẳng qua là chúng ta chọn lựa những cái loại nước ép nó quá nhiều đường, thì cái đường trong trái cây nó nhiều quá thì nó sẽ làm phản tác dụng của cái nước ép thôi đó. Rồi cái thứ hai, cái tiêu chí chọn thứ hai là chọn những loại trái cây mà nó chứa ít kali và ít phốt pho nha. Ở đây bữa trước con nhớ nói chú các bác anh chị đừng có chọn sinh tố chuối nha. Chuối là một loại trái cây nó rất là giàu kali. Chúng ta sẽ chọn những loại trái cây mà ít kali và ít phốt pho. Ở đây chúng ta có thể chọn táo nè, lê nè, dứa nè, lựu nè, dâu, mâm xôi, việt quất đó. Những cái loại này để chúng ta làm nước ép hoặc là sinh tố nó đều rất hiệu quả nha. Táo, lê, lựu, dâu, mâm xôi, việt quất. Rồi thì bây giờ đầu tiên mình nói qua một vài cái loại sinh tố mà nó vừa dễ uống mà vừa tốt cho thận nha. Ở đây có những cái sinh tố mà người ta chứng minh luôn á các cô bác anh chị. Cái này người ta làm nghiên cứu, người ta chứng minh, con chỉ là tìm trên những cái PubMed, những cái trang về thư viện y khoa của Hoa Kỳ, người ta con thấy là những có những cái loại trái cây này, những cái fruits nè, thì người ta nói nhiều thì con đưa để các cô bác anh chị có thể mà những ai mà có bệnh thận hoặc là những ai mà thích loại trái cây này nè, có thể tiếp tục sử dụng để cảm thấy an tâm và biết là mình đang sử dụng đúng nha. Thì đầu tiên đó là dâu tây, sinh tố dâu tây nha các cô bác anh chị. Thì sinh tố dâu rồi đó, thì ở đây sinh tố dâu thường á là những cái người mà bị bệnh thận hoặc là bị đang chạy thận luôn vẫn uống được nha các cô bác anh chị. Nó là một loại mà nó rất ít kali đó, nó chỉ có khoảng 130 mg kali trên 118 ml nước ép thôi, và chỉ có 13 mg phốt pho thôi, nên đây là một loại rất an toàn cho những người mắc bệnh thận ngay ở giai đoạn cuối luôn nha các cô bác anh chị. Con nhắc lại, ngay cả ở những giai đoạn cuối luôn là vẫn uống được những cái smoothie, tức là sinh tố dâu tây nha các cô bác anh chị. Rồi đặc biệt trong dâu tây nó còn chứa cái anthocyanin, là một cái hợp chất chống oxy hóa đã được chứng minh là kháng viêm và giúp cải thiện chức năng thận, được chưa? Đó là về dâu tây. Ở đây sinh tố là mình không có để sữa nha, sinh tố đá xay thường không có để sữa nha. À, hoặc là nếu để sữa thì các bác anh chị chỉ để sữa tươi mà không đường á thì chắc được, chứ không có để đường, không để sữa đặc nghe các cô bác anh chị. Nhưng nhắc lại để không thôi là mình hiểu lầm cái mình để sữa rồi này kia vô nhiều thiệt nhiều, cái hành ra nó phản tác dụng nha. Rồi ở đây là con nhắc lại cái này người ta có nghiên cứu và người ta thấy là cái sinh tố dâu tây ở những người có bệnh thận mà ở những cái giai đoạn có lọc máu mình vẫn sử dụng được, tức là dâu tây vẫn ăn được ở những cái giai đoạn có lọc máu nha các cô bác anh chị. Rồi thứ hai là việt quất, hai quả, hai loại này là hai loại mà nó sẽ có rất là nhiều những cái nghiên cứu người ta nói, tại vì cái quả việt quất ở nước ngoài người ta nhiều lắm, với dâu tây người ta nhiều nên người ta làm này nhiều. Nghiên cứu thì theo những nghiên cứu á, cái quả những cái sinh tố việt quất hoặc là nước ép việt quất á nha, giúp ngăn ngừa sự phát triển của những cái viêm nhiễm đường tiết niệu, mà viêm nhiễm đường tiết niệu là một trong những cái tác nhân nó dẫn tới những cái tổn thương ở thận, tổn thương ở cầu thận và rối loạn chức năng thận nha, những cái viêm nhiễm ở đường tiết niệu. Do đó là khi mà chúng ta sử dụng những cái nước ép hoặc là sinh tố việt quất thì nó sẽ kiểm soát tình trạng nhiễm trùng ở thận nè, nhiễm khuẩn ở đường tiết niệu nè, và giúp cho cái môi trường trong cái hệ tiết niệu của chúng ta nó sẽ được sạch sẽ hơn và an toàn hơn đó, đặc biệt là phụ nữ.
ở phụ nữ do cái cấu trúc đường tiết niệu của người phụ nữ á, nó sẽ khác ở nam giới nên nó rất là dễ bị nhiễm trùng tiểu, còn ở nam giới thì nó sẽ ít hơn, nên cái sinh tố quỳ quốc này là một trong những cái mà nó giúp hỗ trợ trong việc ngăn ngừa những cái nhiễm trùng tiểu ở cả nam và nữ nha, nhưng mà thường là nó sẽ giúp cho nữ giới nhiều hơn á các cô bác anh chị. Rồi tiếp theo một cái loại nữa đó chính là nước ép trái cây à, nhà làm hay là nước ép trái cây sạch chứ không phải là mình mua những cái nước ép đóng chai nha. Nước ép mà đóng hộp đóng chai là những cái là nó khác nha các cô bác anh chị, nó không phải là trong thành phần giống như những cái nước ép của mình đâu nha. Rồi nước ép trái cây mà nhà làm hay là tự chúng ta ép thì thứ nhất là chúng ta sẽ phải có những cái tiêu chí, những cái lưu ý để chúng ta uống cho nó tốt cho sức khỏe. Đầu tiên là phải là nước trái cây sạch nha, đầu tiên phải là trái cây sạch, trái cây sạch, trái cây những trái cây mà gõ nguồn gốc, chứ các cô bác anh chị chọn những loại trái cây không gõ nguồn gốc uống nó có vấn đề gì, thật sự là nó sẽ rất là đáng tiếc. Thứ hai nữa là không thêm đường, nhớ không thêm đường nghe các cô bác anh chị. Và thứ ba luôn luôn phải nhớ cái tiêu chí này là chọn lựa những cái loại mà ít kali, ít phosphor, thì ở đây thường là nước ép táo nè, nước ép nho, nước ép lựu, nước ép việt quất hay nước ép lê, đó là những loại trái cây mà chúng ta có thể dùng làm nước ép để uống bổ cho thận. Ở đây thường á, con thấy có rất là nhiều người giống như nãy con nói đó, người ta không thích nước ép tại vì người ta nghĩ nó là ăn trái cây dũng nước ép thì nó sẽ gần như ăn trái cây là 10 thì nước ép chỉ có 1, thì cái này thật sự là đúng là nước ép nó sẽ không tốt bằng ăn trái cây trực tiếp nha. Nước ép nó sẽ không tốt bằng ăn trái cây được tiếp, cái này là đúng. Nhưng mà có điều là chúng ta có ép ra nước đi thì bản chất trong đó nó vẫn có vitamin, vẫn có những cái khoáng chất, và đặc biệt là có những cái chất mà gọi là những cái phytochemical hay là những cái chất từ thực vật đó các cô bác anh chị. Nên nó sẽ giúp ích cho cơ thể chúng ta một phần, nhưng do chúng ta có thói quen để đường, chúng ta có thói quen chọn những loại trái cây ngọt để làm nước ép nên thành ra nó có những cái tác dụng mà gọi là phản tác dụng. Nhiều người ta nhìn nhận đó, người ta chỉ chú ý vô cái vấn đề đó và người ta nghĩ là nước ép nó không tốt, nhưng thật sự là nước ép nếu các cô bác anh chị chọn đúng và uống đúng thì thường nó cũng rất tốt cho sức khỏe nha. Nhưng mà cũng nên uống một ngày một cái lượng vừa phải thôi, chứ đừng nên uống quá nhiều, đừng có thay nước lọc bằng nước ép nha các cô bác anh chị. Rồi được chưa? Rồi ở đây con sẽ nói một vài những cái loại nước ép mà nó tốt cho sức khỏe chúng ta để mà mình có thể mà biết mà mình sử dụng nha, thì đặc biệt là tốt cho thận. Thì ở đây đầu tiên là nước ép cà rốt, thì này chắc con nghĩ là nhiều cô hay uống này nè, nó hơi không ngon tại bản chất nó đâu có ngọt nhưng mà nó là một trong những cái rất tốt cho thận nha. Thứ nhất, trong nước ép cà rốt nó có cái carotenoid, hay chúng ta hay nghe nói là những cái trong cà rốt nó có beta caroten đó, là đây là những cái chất carotenoid là một cái chất chống oxy hóa và nó giúp hỗ trợ đào thải acid uric ra khỏi thận. Nên khi mà chúng ta đào thải acid uric ra khỏi thận, nó sẽ giúp cho thận ít bị những cái lắng acid uric và ít những cái tổn thương. Bên cạnh đó thì nó còn thúc đẩy sự lành những cái vết thương ở trong cơ thể và trong đó có những cái tế bào ở thận nha. Có hai cái tác dụng của nước ép cà rốt đối với cơ thể chúng ta và đặc biệt đối với thận. Đầu tiên đó là giúp hỗ trợ đào thải acid uric ra. Thứ hai, giúp hỗ trợ đào thải cái acid uric, ngăn ngừa lắng ở thận. Và thứ hai đó là giúp tăng cái khả năng làm lành những cái tổn thương trong cơ thể, trong đó có những cái tổn thương tế bào ở thận nha. Rồi tiếp theo nữa đó là nước ép củ cải đỏ. Thì trong củ cải đỏ nó sẽ có nhiều betanin, thì đây là một cái chất chống oxy hóa, nó sẽ làm giảm những cái mức tổn thương và viêm nhiễm ở thận do cái việc mà tích tụ độc tố quá mức đó. Và ngoài ra thì trong củ cải đỏ nó còn chứa những cái chất xơ không hòa tan, nên nó sẽ giúp ưu tiên loại bỏ những chất thải và độc tố ra qua đường đi tiêu của chúng ta thay vì qua đường nước tiểu. Thì thường nếu mà chúng ta uống nước ép, chúng ta sẽ cái lượng chất xơ không hòa tan này gần như nó bị hạn chế lại đó, gần như nó bị hạn chế rồi rất là nhiều đó. Vì vậy mà chúng ta sẽ gọi là cái việc mà chủ yếu nó sẽ liên quan tới cái việc ngăn ngừa những cái tổn thương và ngăn ngừa những cái viêm nhiễm ở thận, ngăn ngừa sự tích tụ độc tố, được chưa? Rồi cái thứ ba đó là nước ép táo. Thì trong nước ép táo nó thứ nhất nó có chất xơ hòa tan,
Thứ hai là nó giúp kiểm soát đường huyết và kiểm soát mỡ máu nha, nên nó sẽ ngăn ngừa những cái biến chứng của hai cái bệnh lý này. Tại biến chứng của hai bệnh lý này đều dẫn tới bệnh thận nha các cô bác anh chị. Đó. Rồi cái thứ tư đó là nước ép dứa. Thì đây là những cái nước ép dứa, nó có những cái thành phần mà rất là tốt cho thận, đó là cái bromelain cũng giống như là vitamin C đó, bromelain và vitamin C, cả hai thành phần này đều là những cái chất chống viêm mạnh mẽ, nên nó sẽ giúp là dễ đào thải những cái gốc tự do, gốc oxy hóa, cũng giống như là giúp bảo vệ những cái niêm mạc, tránh những cái tổn thương hoặc là những cái xâm nhập của vi khuẩn, được chưa? Rồi, một cái loại nước tiếp theo mà các cô bác anh chị có thể bổ sung tốt cho thận, mà không phải tốt cho thận không, tốt cho mạch máu nè, tốt cho tim nè, và tốt cho dạ dày nếu như uống đúng, đó chính là nước giấm táo. Thì cái loại giấm táo này con nói cũng nhiều lần lắm rồi đó, là bản chất nước giấm táo á nha, là nó được lên men từ táo tươi trong cái những cái giấm hay là cái acid acetic á, thì thường á nó sẽ giúp cho cái việc thứ nhất là ngăn ngừa những cái bệnh lý về mỡ máu, thứ hai là ngăn ngừa làm sạch lòng động mạch, và đặc biệt là thứ ba nó giúp kiềm hóa nước tiểu và ức chế hình thành sỏi thận. Đó, được chưa? Kiềm hóa nước tiểu và ức chế sự hình thành sỏi thận là ngăn ngừa những cái bệnh lý tại thận. Rồi. Tiếp theo. Rồi, đó là nước chấm táo nha. Các cô bác anh chị nhớ chú ý cái những cái loại nước, thì trong những cái loại nước mà con mới kể con có nêu rõ ra nước ép gì cũng như sinh tố gì mình phải lưu ý nha. Rồi bây giờ những cái đồ uống mà chúng ta nên hạn chế hoặc tốt nhất là nên kiêng cữ nếu mà chúng ta là người thận yếu hoặc suy thận. Thứ nhất là nước ngọt có ga. Hồi nãy nước khoáng có ga thì tốt nha, nhưng nước ngọt có ga là không tốt nha các cô bác anh chị. Thường những cái nghiên cứu người ta cho thấy khi mà chúng ta tiêu thụ nước ngọt á, bản chất dù là loại có đường hay là chỉ sử dụng những cái chất tạo ngọt nhân tạo nha, đều làm tăng nguy cơ sỏi thận lên 23% tới 33% nha các cô bác anh chị. Đó là nếu mà chúng ta uống nhiều nước ngọt có ga thì cái nguy cơ chúng ta xuất hiện sỏi hoặc là tạo sỏi thận nó sẽ tăng lên 23 đến 33%. Rồi thứ hai, nước trái cây đóng hộp. Đây chỗ này hồi nãy con nói là nhiều cái sự lầm tưởng giữa nước ép mà nước trái cây đóng hộp là giống nhau, không giống nhau nha. Đối với nước trái cây đóng hộp thường là lượng đường rất là cao đó, và đôi lúc có những cái loại đồ có ga luôn, những loại đồ có ga trong đó luôn, mà cái hàm lượng đường rusto cao trong nước trái cây đóng hộp nó sẽ làm gia tăng những cái tổn thương ở ống thận, rồi những cái cầu thận, gây ra những cái bệnh viêm thận mô kẽ nè, hoặc là sơ hóa cầu thận, được chưa? Đó. Rồi cái nữa là trong nước trái cây đóng hộp nó lại có chứa nhiều muối natri phosphat nữa, một cái chất mà nó giúp làm đặc và tạo những cái vị chua lôi cuốn cho thực phẩm á nha. Chất mà nó tạo làm đặc hoặc là tạo vị chua là natri phosphat, natri nè, rồi phosphat là phosphor nữa, nên đây là một trong những cái mà nó sẽ làm cho cái thận mình nó xấu lên. Nước ngọt, nước trái cây đóng hộp nha. Nước ngọt, một là nước ngọt có ga, thứ hai là nước trái cây đóng hộp. Lưu ý cái nước trái cây đóng hộp nó sẽ khác nước ép, các cô bác anh chị đừng có quy đổi giống nhau nha các cô bác anh chị. Rồi cái thứ ba, trà sữa. Cái này thì thật sự là có những cái là nó nghe nó hơi buồn đối với nhiều người đó, đặc biệt là những bạn trẻ, nhưng mà thật sự là trà sữa là một cái loại mà nó sẽ làm cho thận nó phải làm việc rất là nhiều đó các cô bác anh chị. Nghe các bạn trẻ lưu ý nha, tại vì bản chất á, trà sữa là hầu hết là những cái chất mà làm trà sữa, người ta gọi là các chất mà nó gọi chất độn, hay nó làm những cái dày những cái kết tổ của sữa như những cái bột kem hay gì đó, thì thường á nó sẽ rất là khó lọc, và thường á là nó sẽ làm cho những cái cơ quan đào thải gan thận chúng ta nó sẽ phải làm việc nhiều hơn. Và cái thứ hai là trong cái việc khi chúng ta uống trà sữa đó, thì cái hàm lượng calo nó sẽ rất là cao. Một ly trà sữa tương đương với 3 chén cơm, 600 calo. Một ly trà sữa tương đương với 3 chén cơm. Thì nếu mà chúng ta uống một ly trà sữa vô, thì chúng ta một ngày uống 3 ly đi, là chúng ta tưởng tượng chúng ta chưa ăn gì hết, chưa cung cấp cái đạm nào vô cơ thể hết, là chúng ta đã có 1800 calo nó vô cơ thể rồi. Nên cái nguy cơ chúng ta bị thừa cân béo phì nó sẽ tăng lên rất là cao. Và lúc đó nó sẽ dẫn tới là gì?
dễ xuất hiện những cái phản ứng viêm, dễ gây những cái xơ vữa động mạch, xơ vữa, những cái xơ vữa tại mạch máu thận và dễ gây tổn thương cầu thận. Nên chỗ này các cô bác anh chị lưu ý, đặc biệt những bạn trẻ mà đang xem có lưu ý nha. Có thể nghe nó hơi buồn nhưng chúng ta phải hiểu rõ để chúng ta chấp nhận và chúng ta thay đổi từ từ. Rồi, thứ tư đó là rượu bia. Thì bản chất rượu bia thì các cô bác anh chị uống vào là gan thận là những cái cơ quan nó sẽ làm nhiều cái vấn đề lọc nó ra đó. Bên cạnh đó là rượu bia là một trong những chất mà nó khởi phát những cái cơn gút, hoặc là nó làm cho cái axit uric dễ bị lắng lại trong cơ thể, dễ dẫn tới bệnh gút, dễ dẫn tới những cái tổn thương ở thận nha. Nên rượu bia là cái mà nên kiêng cử, và tốt nhất là người có bệnh thận, thận yếu là nên hạn chế luôn nha các cô bác anh chị. Rồi, cái cuối cùng đó là nước dừa. Bản chất nước dừa nó rất là nhiều những cái khoáng chất cần thiết cho cơ thể như canxi, kali, sắt, magie, kẽm, phosphor, nhưng mà trong đây nó chứa kali với natri và phosphor, lại những cái là cái khoáng chất nó nhiều ở trong dừa. Mà khi mà chúng ta uống nhiều thì ba cái khoáng chất này nó tăng lên. Khi ba cái chất natri, kali, phosphor tăng lên, nó sẽ làm cho thứ nhất huyết áp, thứ hai là những cái chức năng thận nó bị ảnh hưởng nha. Vì vậy các người, những người mà cô bác anh chị mà có bệnh thận thì nếu ở những cái giai đoạn đầu thì mình vẫn uống bình thường nhưng không uống quá nhiều, còn nếu mình ở những cái giai đoạn nặng thì tốt nhất mình nên hạn chế uống luôn nha các cô bác anh chị, được chưa? Rồi, ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu qua phần tiếp theo là trả lời câu hỏi nha. Để con coi câu hỏi cái. Cà phê có hại cho thận không? Hồi nãy bác sĩ Minh mới nói đó, cà phê đen, cà phê sạch thì uống một ngày dưới 500ml, khoảng 500ml tức là khoảng 2 tách cà phê á, thì nó sẽ tốt cho thận. Nhưng nếu như uống trên 700ml thì nó sẽ gây hại cho thận, tăng lên gấp 3 lần đó nha bạn, công thức pha chế. Nó sẽ tùy theo số lượng, cái này rất là quan trọng đó. Củ cải đỏ là giống củ cải trắng mà củ cải đỏ nó khác với cà rốt nha, cô Mãi cô đơn. Củ cải đỏ là cái giống như cái củ cải trắng mà nó màu đỏ á, nó khác với cà rốt nha. Không biết các bạn chị có hiểu cái củ cải đỏ không ha? Nó không có đồng nghĩa. Chà, con cảm ơn cô Lý nhiều lắm. Cái thuốc Advil này bác sĩ Minh không biết là thuốc gì nữa, chị Thanh Đặng ơi, chị có thể ghi cái thành phần ra, nếu mà cảm chắc là cái này nhóm paracetamol quá. Thường nhóm paracetamol hoặc là acetaminophen á, những cái panadol đồ mình uống á các bác chị, thường nó sẽ chuyển qua ở gan chứ không có chuyển qua ở thận nha. Cô Phương Phạm ơi, suy tuyến thượng thận nó sẽ khác với suy thận nha. Tuyến thượng thận là một cái tuyến nhỏ, nó nằm ở phía trên của thận và thường nó liên quan tới cái việc sử dụng quá nhiều corticoid, hay người ta gọi là lạm dụng corticoid đấy các cô bác anh chị, nó dẫn tới suy tuyến thượng thận. Thì bệnh lý này thường là khi mà bị rồi á, suy tuyến thượng thận mãn tính đó nha, không có cách trị các cô bác anh chị. Bản chất là chúng ta sẽ phải sống chung với nó và làm sao kiểm soát tránh những cái biến chứng của nó thôi. Đó. Chứ thường cái bệnh đó cũng là một cái bệnh mà do cái việc sử dụng thuốc kéo dài. Vì vậy mà chúng ta sử dụng corticoid á, nhớ giùm con là phải sử dụng đúng chỉ định của bác sĩ là cái nhất. Thứ hai nữa là đối với những cái bệnh lý mà phải sử dụng corticoid nha, thì luôn luôn phải nhớ là tuân thủ cái liều. Tại vì cái liều đối với những trường hợp đó nó rất là quan trọng nha các cô bác anh chị. À, em bạn Phan Quyết cho em hỏi, em đi khám độ lọc cầu thận 60, bác sĩ nói em bị suy thận độ 2, vậy em phải làm gì? Thứ nhất á, nếu mà em dưới 60 tuổi thì đúng là thận 60 là em đang có vấn đề thận yếu đó. Thì bây giờ là chú ý là chế độ ăn uống, sinh hoạt, hạn chế rượu bia, hạn chế chất kích thích,
giống như là bữa trước anh có chia sẻ về chế độ ăn uống, và bữa nay cái nước uống đó em lưu ý để mình thay đổi cái thói quen để cho thận mình có thể phục hồi được chừng nào thì tốt chừng đó, không biết có phục hồi được không, nhưng nếu mà chúng ta làm tốt là ít nhất nó không tiến triển nha các cô bác anh chị. Đầu tiên chúng ta cứ suy nghĩ là chúng ta bảo vệ để cho thận nó được tiến triển trước, còn cái chuyện nó phục hồi được bao nhiêu thì chúng ta sẽ đợi để thời gian để coi nó như thế nào nha. Lưu ý chỗ này nghe các cô bác anh chị. Tướng Anh cho em hỏi thận ứ nước là làm sao? Là bình thường á, ví dụ trái thận ở đây nó sẽ có chức năng là nước đi qua để lọc qua niệu quản thải ra ngoài, thì bây giờ ứ nước có nghĩa là nó bị ứ lại, nó làm cho thận giãn ra thì người ta gọi là thận ứ nước. Sẽ có ứ nước độ 1, ứ 2, nước độ 2 và ứ nước độ 3. Thường cái nguyên nhân của thận ứ nước là do có cái gì ở dưới nó bích lại, ví dụ có cái viên sỏi nó chặn ở dưới ngay niệu quản đi thì dẫn tới ở trên nước nó cứ tới mà nước không xuống được thì lúc đó thận nó sẽ giãn ra từ 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 từ. Đó người ta gọi là thận ứ nước nha bạn Tướng Anh. Thường á là nếu mà thận ứ nước những cái giai đoạn đầu bạn phát hiện càng sớm và bạn giải quyết nguyên nhân xong thì thận nó sẽ phục hồi được bình thường. Thường cách uống giấm táo á cô Hảo Võ nói dung nãy giờ có nhiều cô bác anh chị hỏi cách uống giấm táo và con cũng trả lời luôn nha. Thường cách uống á, tốt nhất là nên uống sau ăn khoảng 30 phút và chúng ta sẽ thường chúng ta quậy khoảng 10 tới 15 ml giấm táo với một cái ly nước ấm để chúng ta uống. Ly nước ấm khoảng cỡ 100 200 ml nha. Quậy 10 tới 15 ml giấm táo, uống với một ly nước ấm khoảng 100 tới 200 ml, uống sau ăn khoảng 30 phút nha các cô bác anh chị. Sỏi nhỏ 3 cm thì nên uống gì bác sĩ ơi? Anthony Nguyễn, uống nước nha 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 bạn Anthony Nguyễn ơi, uống nước nhiều vô, uống nước lọc nhiều lên vô. Cái sỏi mà 3 cm thì thường á, ủa 3 mi với sao 3 cm được, 3 cm là nó to lắm bạn ơi. 3 cm là phải tán sỏi hoặc là phải can thiệp rồi đó. 3 mm thì uống nó mới thải ra ngoài được chứ 3 cm là thua nha. Ủa 3 cm mà nhỏ gì? À, ở đây rất là nhiều cô củ cải đỏ và cà gót nè, củ cải trắng cái cô bác anh chị biết đúng không, vậy liền lên cái cô bác anh chị gọt củ cải đỏ. Bây giờ cái củ cải đỏ là cái củ cải mà da nó ở ngoài nó màu đỏ đỏ, nó màu hồng hồng á các cô bác anh chị, nó không phải củ cà gót nha. Nhào ngâm mật ong, nhào thì con thấy có nhiều tác dụng nói về những cái vấn đề hỗ trợ về những cái bệnh lý gan đồ này kia đó, nhưng còn tác dụng được tác dụng như thế nào thì con không thấy những cái nghiên cứu nói nhiều nên con không dám kết luận. Rồi nước dừa có được không chú Nguyễn Thanh Hải? Anh Nguyễn Hải đây, bác sĩ Minh mới trả lời đó nha, nước dừa rất tốt cho sức khỏe nhưng người có vấn đề về thận thì nên hạn chế. Cô Thúy Nguyễn, bác sĩ chị Nguyễn, chị Thúy Nguyễn, bác sĩ cho chị hỏi ban đêm hay đi tiểu từ 2 đến 3 lần như vậy có phải là chị đang có vấn đề suy thận không? Cảm ơn bác sĩ. Thường á nha, ở nữ mà nếu ban đêm đi tiểu 2 đến 3 lần thì cái đầu tiên nghĩ tới là những cái bệnh lý viêm nhiễm, ví dụ viêm nhiễm đường tiết niệu hoặc là viêm nhiễm phụ khoa, nó kích thích đi tiểu, cái đó nghĩ tới đầu tiên. Thì đương nhiên không thể loại trừ suy thận, không thể loại trừ những cái bệnh lý đại thận, nhưng cái đầu tiên nên nghĩ tới là nhiễm trùng đường tiết niệu, nhiễm trùng tiểu hoặc là những cái nhiễm trùng phụ khoa nha chị Thúy Nguyễn. Cô Phương Trần, nước tiểu có mùi thì phải làm xét nghiệm gì? Nước tiểu có mùi thì đầu tiên phải làm xét nghiệm nước tiểu, tổng phân tích nước tiểu là cái đầu tiên. Thứ hai nữa cô xét nghiệm máu luôn nghe cô, kiểm tra là chức năng thận, kiểm tra lại những cái yếu tố viêm như bạch cầu, CRP để coi coi là có những cái phản ứng nhiễm trùng toàn thân không nha cô. Cô Phương Trần, cái này mình sẽ kết hợp xét nghiệm nước tiểu, tổng phân tích nước tiểu và xét nghiệm máu. Nếu cần nước tiểu có những cái màu đặc biệt là sẽ phải cấy nước tiểu luôn nha các cô bác anh chị. Cấy nước tiểu là mục đích là tìm vi khuẩn trong nước tiểu á. Retinin 780, retinin 780. Bình thường người chúng ta là chỉ có 120 thôi, 780 là suy thận giai đoạn cuối luôn hả bạn? Này là phải lọc máu luôn rồi đó. Bệnh thận giai đoạn cuối thì có thể điều trị được không bác sĩ? Điều trị được nha bạn, nhưng mà điều trị bảo tồn thôi, để tức là điều trị để kéo dài cái thời gian sống thôi. Chứ không có cách nào để phục hồi được thận đâu, chỉ trừ khi nào bạn ghép thận. Giống như bây giờ thận của bạn được thay bằng một cái máy lọc,
thì thận của bạn không lọc được nữa, thì lúc đó sẽ có những cái máy lọc thay nó để giúp đào thải những cái độc tố ra, để giúp cơ thể chúng ta duy trì cái thời gian sống được chừng nào thì tốt chừng đó. Dâu tây vào Việt Quốc hơi bị mắc a. Nhớ là các quán chị có uống trà là tốt nha, nhưng mà uống trà nhạt là được nha, đừng uống trà đậm nha. Bác sĩ ơi, suy thận trong ngày uống bao nhiêu nước để không bị thiếu, không bị thừa, cô cảm ơn. Thường là có uống giống như cô nói đó cô, tính 0,04 nhân cân nặng ra số lượng lít nước uống mỗi ngày là đảm bảo đủ nha cô. À chỗ này con xin trả lời luôn, có nhiều cô bác anh chị hỏi khớp háng có tiêm được huyết tương vào tiểu cầu không? Tiêm được, nhưng mà bắt buộc phải vào bệnh viện để tiêm nha các cô bác anh chị. Đối với khớp háng á, tại vì tiêm khớp háng rất khó, bắt buộc phải vào bệnh viện có phòng mổ và phải tiêm ở phòng mổ nha các cô bác anh chị. Con nhắc lại, và thường tiêm cái đó, cái kim nó cũng dài lắm chứ không phải nó như những cái kim bình thường đâu. Rồi thì hiện giờ là chỗ phòng khám con không có điều trị tiêm khớp háng nha. À, nếu các cô bác anh chị muốn điều trị thì mình phải vào bệnh viện. Còn đối với thoái hóa khớp háng thì mình có thể điều trị bằng vật lý trị liệu, bằng máy vật lý trị liệu kết hợp với những bài tập về nhà và những cái môn như là bơi lội. Hồi chiều con có gặp một chú ở An Giang xuống, chú này bị thoái hóa khớp háng thì thấy khớp háng cũng tương đối đi đứng khó khăn đó, thì bây giờ trước tiên sẽ điều trị bằng vật lý trị liệu trước, kết hợp với những cái tư vấn cho chú những cái về để bơi lội và theo dõi coi tình trạng của chú như thế nào. Đó là cái hướng mình điều trị nha. Chỉ số creatinine 145 là không, bạn matcha không trà xanh này ơi, không biết là của bạn là bạn bao nhiêu tuổi ha, nhưng mà chỉ số này chắc chắn là thận nó bị vấn đề rồi. Bây giờ đầu tiên mình tìm nguyên nhân trước, tại vì nếu còn trẻ là khả năng là suy thận có thể phục hồi, nên mình tìm nguyên nhân để mình giải quyết sớm. Còn nếu như bệnh này đã là một bệnh mãn tính rồi thì chúng ta sẽ cố gắng làm sao cho thận nó đừng nặng hơn. Ở đây những cái thuốc mà hỗ trợ thận thì có thể đạm niệu nè, rồi cái thuốc đạm thận chứ là một thuốc mà thường các bác sĩ hay kê nè, nhưng bác đó phải có, bắt buộc cái đó phải có đơn. Thứ hai nữa là có thể là bổ sung cái lượng nước đầy đủ, hoặc là bạn tìm đến những cái đơn vị mà có truyền đào thải độc tố để giúp thận bạn nó khỏe ra nha, truyền đào thải độc tố nha. Dâu tây mà bị tiểu đường uống được không? Được nha bạn. Nhớ là lục sinh tố hay nước ép không để đường nha, không để đường nha. Đây, qua hồng có gai em hay bị tiểu đêm, uống nước rất ít nhưng rất hay mất tiểu, là em chú ý em nên đi khám kỹ em ơi, khám sản phụ khoa chứ nếu như mà khám bên niệu, bên ngoại niệu hay nội thận bình thường em khám thêm sản phụ khoa giùm anh nha. À, nếu mà nước mà bỏ gừng vô ngâm chú một đêm thì uống nó cũng giống như nước trà gừng với chị Thanh Đặng ơi, cái này uống được nha. Rồi chào chú Lê Liếp, chào cô Lê Liếp, trời rất là lâu mới gặp cô chú. À, suy thận cấp hết rồi có bị tái phát không? Câu hỏi này hay nè các cô bác anh chị. Ở đây thứ nhất, suy thận cấp thường là những cái nguyên nhân ví dụ do những cái viêm nhiễm hoặc là do cái giảm lưu lượng tuần hoàn tới thận, thì khi chúng ta đã điều trị được dứt điểm suy thận cấp rồi mà giải quyết được nguyên nhân rồi thì nó sẽ không tái lại, tại vì bản chất nó là một cái hậu quả của một cái vấn đề. Bây giờ chúng ta giải quyết được cái vấn đề rồi thì đương nhiên là suy thận cấp nó sẽ không tái lại nữa nha bạn Mai Tấn Đạt ơi, nhưng phải chắc chắn là nó chưa chuyển qua suy thận mãn. Phải chắc chắn là cái thận của bạn nó hồi phục được hoàn toàn và nó chưa chuyển qua suy thận mạn. Chứ nếu như mà nó chuyển qua suy thận mạn là một cái vấn đề hoàn toàn khác nha. Ok,
Cô mong bác sĩ tư vấn giúp cô đi soi đại tràng và dạ dày. Hiện cô đang dùng 4 thuốc canxi omega 3, curcumin nhắm trúng đích và glucosamin. Có phải dừng sử dụng không và dừng bao nhiêu ngày? À, nếu mà cô đi soi dạ dày và đại tràng á cô, thì 4 thuốc này cô chỉ cần cái ngày soi á, thường trước khi soi khoảng 8 tiếng là mấy bác sẽ ở trước khi soi là khoảng 2 tiếng nha. Thì chúng ta sẽ nhịn ăn trước đêm hôm đó, rồi trước khi soi là trước khi làm thường là khoảng 2-3 tiếng là các cô bác anh chị sẽ được uống một cái thuốc mà gọi là thuốc sổ để cho nó đào thải hết trong ruột ra, rồi sau đó mới tiến hành soi. Thì cái ngày trước đó cô cứ uống thuốc bình thường, nhưng cái ngày soi thì mình không nên uống thôi, chứ không cần ngưng trước mấy ngày nha cô. Nên cô chỉ cần là ngay cái ngày soi mình không uống thôi, nhưng mà cái ngày soi thì đa số là đâu có được ăn uống đâu. Nên nói chung cũng không có cái lưu ý gì nghe cô Phùng Thị Lý. Chỉ nhớ là cái ngày soi thì chúng ta không uống là được. Rồi. Đây Thành Trần, chú Thành Trần. Mỗi ngày tôi uống một trái dừa có tốt cho thận không? Nếu như chú không bị suy thận thì uống một trái dừa được nha. Nhưng mà nếu chú suy thận thì chú nên lưu ý giùm con nha. Nói chung uống vẫn được, suy thận những giai đoạn đầu uống vẫn được, nhưng mà đừng uống quá nhiều, một trái thì chắc ok. À, bị lét dạ dày tá tràng chỉ dùng một loại curcumin sủi được không bác sĩ? Cái này nếu như mà lét ổn rồi thì chỉ dùng cái một cái loại để bảo vệ và giúp làm lành là curcumin thì cũng được nghe bạn Thanh Trường. À, nhưng nếu như mà lét dạ dày tá tràng mà chưa ổn mà mình vẫn còn triệu chứng thì bắt buộc chúng ta phải dùng những cái thuốc hỗ trợ, những cái thuốc điều trị khác, ví dụ như ức chế bơm bồ tông, hoặc là những cái băng niêm mạc, hoặc là những cái thuốc làm tăng cái việc mà bảo vệ trên thành niêm mạc dạ dày, thì cái này phải đi khám bạn Thanh Trường. Nhưng nếu mà hiện tại bạn ổn rồi không có triệu chứng thì bạn có thể chỉ cần duy trì cái curcumin để nó giúp bảo vệ cái niêm mạc đường tiêu hóa là được rồi nha. Bạn cô bà già suy thận giai đoạn 3B. Giai đoạn 3B là giai đoạn nó cũng nặng rồi đó cô ơi. Giai đoạn 3B là chuẩn bị qua giai đoạn 4 rồi. Cô xem lại giúp con cái video bữa trước nha. Hôm trước con nói rất là rõ về chế độ ăn uống rồi đó cô. Ở đây cô lưu ý những cái loại thức ăn mà hạn chế những cái phản ứng viêm, ví dụ như thịt đỏ, nội tạng động vật. Rồi đó là những cái mà mình phải lưu ý để tránh những cái tổn thương thận, rượu bia, những chất kích thích. Rồi tăng những cái loại thức ăn có kháng viêm, ví dụ như là những cái loại hẹ hay là những cái loại cá, những cái nó sẽ giúp ít nhiều hơn nha cô. Cái này cô có thể xem lại để mình nắm rõ được hơn về cái cách ăn uống nha. Thường nước đậu đen thì nó sẽ tốt cho thận á chú. Nước đậu đen thì sẽ tốt cho thận nha. Nước mưa uống có tốt không? Trời, câu hỏi của cô Lan Trần hay á. Nước mưa uống có tốt không? Ê, cái câu này hay quá. Cái câu này là hồi xưa là ai cũng hỏi hết trơn luôn các cô bác anh chị. Thật sự luôn á. Hồi xưa con nhớ là ở nhà toàn uống nước mưa không, chứ đâu có uống nước gì khác đâu. Đúng không các cô bác anh chị? Nhưng nước mưa hồi thời xưa nó khác với nước mưa bây giờ nha các cô bác anh chị ơi. Lưu ý nha, nước mưa hồi lúc xưa, nước mưa là bản chất là gì? Là sự ngưng tụ của những cái hơi nước nó bốc lên. Thì hồi xưa đa số là môi trường sạch sẽ, không khí ít ô nhiễm nên nước mưa uống nó tốt. Nhưng thời điểm này thật sự là nước mưa cũng rất là ô nhiễm nha cô Lan Trần ơi. Nên bắt buộc cô có hứng nước mưa thì cô cũng nên nấu và cũng nên lọc qua nha cô Lan Trần. Lưu ý giùm con nha, có hứng nước mưa thì cũng nên nấu hoặc lọc ra nha, tại vì bây giờ là không khí rất là ô nhiễm. Giống như các quán vậy, có những cái app mà gọi là đánh giá cái độ sạch của không khí hồi lúc mà mình những cái mùa mà bị Covid đó, có cái app đó các quán vậy. Các quán vậy trước khi đi ra đường mình có thể bật lên thử để mình đánh giá cái môi trường mình đang sống hiện tại nó như thế nào. Đó, thì thường nó tích tụ ở trên bầu khí quyển mà ở đây bản chất là sẽ rất là nhiều những cái ô nhiễm, nên khi mà nó rơi xuống thì chúng ta phải lọc lại, chúng ta phải nấu và chúng ta rồi sau đó chúng ta hãy sử dụng nha cô. Rồi, câu này hay quá. Nước mưa cô Hai Nguyễn là trả lời luôn, nước mưa không tốt nhất là nước mưa lấy trên máng xi măng đó, đúng rồi.
nước mưa, cái đường nước mưa lấy nó cũng là một trong những cái nữa đó. Dạ con cảm ơn cô Bi nhiều lắm. Dạ cô Quỳnh Thục Nghĩa, bác sĩ, cô chào bác sĩ. Cô mấy hôm trước có đi siêu âm phát hiện thận có sỏi 4x8 mét, 4x8 mm, có uống thuốc để thải ra không? Chỗ này á cô, 4x8 là nó hơi khó rồi đó cô ơi, nếu mà 8 mm là hơi khó rồi. Bây giờ cô uống nước nhiều giùm con, với có những cái kim tiền thảo á cô có thể uống thử. Nếu như sau khoảng 1-2 tháng cô đi siêu âm lại mà nếu cô thấy nó mất thì ok, nó tốt, còn nếu không mất là chắc phải can thiệp rồi đó cô ơi nha. Thường bình nước kiềm là hình như 1.800.000 hay 1.900.000 gì á cô Lưu Trần ơi. Chú Lưu Trần sử dụng được 3 năm nha, sử dụng được 3 năm. Mấy cái nước khổ qua gừng cái này là con không biết rồi chú cô Lưu ơi. Những cái cô bé anh chị, những cái anh chị nào hoặc là những cái bạn nào trẻ tuổi á mà thường xuyên đi tiểu nhiều lần một ngày nha, đi tiểu nhiều lần đặc biệt nữ thì nên đi khám phụ khoa giùm bác sĩ Minh nha. Tại nhiều khả năng là bị viêm nhiễm phụ khoa lắm, mình cứ chú ý tới thận không à, mà mình quên là còn một cái vấn đề ở phụ nữ, nó là viêm nhiễm phụ khoa nha. Đáp lòng video admin cái nào tốt hơn? Đáp lòng tốt hơn nha chú. Nhưng mà nếu mà những cái có những cái thành phần, bây giờ có những cái diosmin nó kết hợp với như cá ngựa, cây cá ngựa, rồi những cái thành phần khác nữa có gluten C trong chổng luôn, thì có thể cái đó nó sẽ tối ưu nha, nó đảm bảo đủ những cái thành phần tốt cho mạch máu. Em bị bệnh uống thuốc tây nhiều phải làm sao? Bây giờ thứ nhất là khi mà ổn là em phải ngưng thuốc tây liền và lập tức đi nếu mà được tìm những cái đơn vị có đào thải độc tố và là giúp mình đào thải bớt một phần tàn dư của thuốc ra khỏi cơ thể nha. Ha, uống không sữa đắng làm sao uống được bác sĩ? Có những thứ là giống như gì nè các cô bác anh chị, cà phê á, uống nó đắng, hồi đó giờ mình uống cà phê sữa quen rồi thì mình thấy rõ ràng, uống cái gì nó quen, cà phê sữa đi, nó quen rồi nó gây ra những cái vấn đề bệnh lý. Bây giờ chúng ta thay đổi cái thói quen đó thành cái uống nó không có ngon hơn, đương nhiên là nó không ngon hơn nhưng mà nó tốt cho sức khỏe, thì có những cái chúng ta phải thay đổi, giống như mang vớ tĩnh mạch gì đó. Có nhiều cô nói mang khó chịu lắm, nhưng mà bây giờ mình bị bệnh mà, nên mình phải cố gắng giùm con là mình phải tập một cái đó thành cái thói quen, giống như là 2 tuần là bắt đầu chúng ta từ từ chúng ta quen với cái vớ đó là chúng ta mang được. Chứ đừng có gì chúng ta thấy khó quá rồi chúng ta không làm, khi mà bệnh nặng tới lúc mà chúng ta quay trở lại chúng ta nhìn á, chúng ta lúc đó chúng ta mới ân hận. Tại vì đôi lúc cái việc mang vớ nó không có cái gì gọi là khó khăn hết á các cô bác anh chị, đó chẳng qua là chúng ta sợ khó thôi à. Nên nếu như mà ở những cái cô bác anh chị mà có suy giãn tĩnh mạch giai đoạn sớm, cũng giống như những cái trường hợp mà cô mới hỏi con á, uống mà không để sữa là đáng lắm đó, thì chúng ta gắng cố gắng chúng ta thay đổi thói quen và chú gắng chúng và gắng cố gắng chúng ta làm sao chúng ta thích nghi với nó để cho cơ thể chúng ta, cho sức khỏe chúng ta tốt lên nha. Tôi bị tê bàn chân trái, khám bệnh viện đại học y dược. Chú ơi, bây giờ là cô qua Lê ơi. Thứ nhất là cô khám xong rồi chẩn đoán là cái gì nữa cô? Tại vì có thể có những cái bệnh lý tê bàn chân mà không điều trị hết được. Ví dụ biến chứng của tiểu đường, bệnh lý thần kinh ngoại biên. Những cái biến chứng của tiểu đường thì thường tê nó không thể nào hết được hoàn toàn đâu cô. Nên quan trọng nhất là nguyên nhân tê là gì? Ở chỗ bệnh viện các bác kết luận cho cô nguyên nhân tê là gì, thì lúc đó mình mới biết được coi cái nguyên nhân của cô có thể điều trị được không á cô. Em có nang eco chống là sao ta? Bạn gì là ở đâu nang eco chống này? Ở đâu? Ở trong thận hả? Nếu mà gần thận hoặc là trong thận thì có khả năng này là cái nang thận. Kích thước thì nói chung là kích thước này nó nhỏ lắm, bạn theo dõi thôi nha. Khi thiếu nước cơ thể chúng ta sẽ tự báo cho chúng ta biết là lúc đó chúng ta khát nước.
Ê, chú Lê Xuân Phúc nói đúng nè, nhưng có điều á chú đừng có để tới kháng nước, tại vì khi mà để tới tế bào kháng nước á là giống như ở trong tế bào nó đã thiếu nước rồi nó mới báo, mà thường tế bào thiếu nước là ở ngoại bào nó đã bị giảm rồi đó, nên lúc này á là thường á chúng ta uống nước vào chúng ta sẽ uống rất là nhiều, do đó là uống nước là đừng bao giờ để khát mới uống nha các cô bác anh chị. Thường có nhiều chú lớn tuổi á là con thấy là hay có cái thói quen, nhiều cô lớn tuổi hay có quen là để khát mới uống không à. À, cái này thì nó không tốt nha. Bác sĩ nói ăn táo, vì loại táo nào là tốt? Táo nào mà các cô bác anh chị biết rõ nguồn gốc hoặc là nó gọi là organic thì đương nhiên nó sẽ tốt. À, 12 lần, nếu mà đi tiểu 2 lần một đi thì chắc cũng không đến tối nỗi nào đâu cô tiếc rồi. Bệnh suy thận có di truyền không? Có nha cô Quỳnh Giang, có rất là nhiều bệnh thận nó có di truyền, trong đó suy thận là có những cái nguyên nhân có di truyền nha. À, bác Minh ơi, bác phát giờ nào cho chị biết. À, chị không biết mấy giờ, mở lên thấy bác đang phát trên. À, thường là em phát 8 giờ tối ngày thứ hai, thứ năm, thứ bảy nha các cô bác anh chị. 8 giờ tối thứ hai, thứ năm, thứ bảy, và thường là cái lịch này cố định luôn, chỉ có những cái lúc mà đột xuất, ví dụ như là em đi công tác hoặc là ngày tối hôm đó có việc học hay cái gì đó đột xuất thì thường là sẽ like trước hoặc là sau sẽ có thông báo á chị. Trời ơi, cái này cô hỏi là khó. Uống nước nó khác lúc uống nước cô, khi mà uống thuốc thì bắt buộc mình phải uống nhiều nước, tại có những cái thuốc mình phải đưa nhanh vào, thì này cô hỏi cái này thật sự là hơi khó đó với con, rồi không thể nào uống thuốc mà mình đưa qua hai bên má được nha cô. À, uống thuốc bắt buộc mình phải uống nhanh, uống vào trong lúc mà sao ăn uống nhiều nước để nó tránh ảnh hưởng tới dạ dày của chúng ta cô. À, cái này là cô đang hiểu không đúng ý của con rồi. Đi đại tiện mỗi ngày nhưng phân bị khô gắn thì cái này liên quan tới cái việc thiếu nước rồi cho chị Hải ơi. Nếu mà mỗi ngày đều có đi đại tiện thì cái này chắc chắn là không bị táo bón. Táo bón là người ta định nghĩa khi lớn hơn 3 ngày mà chúng ta không đi tiêu. Còn cái này mỗi ngày chị đi thì nó là bình thường, nhưng phân khô gắn chứng tỏ là một là thiếu nước, thứ hai là có những cái bệnh lý ở đường tiêu hóa, mà nếu chị lớn tuổi thì chị nên đi nội soi đại trực tràng một lần nha. Những cái loại nhung hưu thì con không biết rồi đó cô Linh Linh ơi. Bệnh Parkinson có điều trị hết không? Không hết nha cô Qua Trâm ơi, nó là bệnh lý thoái hóa chất đen ở não, như một cái chất ở não đi, dễ hiểu là vậy, không thể nào hết được. Chỉ có điều bây giờ có những cái phương pháp người ta điều trị bằng tế bào gốc, điều trị bằng tế bào gốc thì nó sẽ giúp gọi là phục hồi tái tạo một phần nào, nên gần như cái phương pháp đó nó sẽ giúp những người Parkinson á đỡ được rất là nhiều. Con đã gặp những trường hợp bị Parkinson rất là nặng nhưng mà điều trị tế bào gốc ở Mỹ á nha, thì người ta cải thiện rất là tốt, nhưng mà cái chi phí nó rất là cao, nói chung chi phí dùng tế bào gốc thì thường rất là cao. Suy thượng thận mạn có nguy hiểm không? Thường suy thượng thận mạn là một trong những cái bệnh lý mà khó chữa nhất trong y khoa, đặc biệt là trong bệnh viện đó cô. Ví dụ những người suy thượng thận mãn trên nền có tiểu đường nha, hoặc là có viêm viêm phổi đó, hoặc là nhiễm trùng bàng chân, thường cực kỳ khó trị. Đây là một cái bệnh mà nó gây ra rất là nhiều vấn đề đối với sức khỏe của chúng ta, do chúng ta sử dụng corticoid kéo dài, lạm dụng corticoid. Bây giờ cái gì này? Cái bôi kem bôi da, những cái kem trộn bây giờ cũng rất là nhiều corticoid, biết các cô bác chị không biết là các cô bác chị ở đây có hay coi những cái quảng cáo hay là những cái mà để nguyên một cái thao kem rồi trộn xong rồi bắt đầu là đóng hộp lại bán á. Trời, trong mấy cái đó là corticoid không các cô bác anh chị ơi, đâu có ai chứng cái chứng nhận mấy cái đó đâu, mấy cái chứng nhận mấy cái đó toàn là tự làm ở nhà, tự khoa tự để vô không.
có cách nào uống mà trà và cà phê không bị mất ngủ không? Cái này thì chắc khó rồi đó cô Jean ơi. Con là con không uống được trà với cà phê, đặc biệt là uống ban ngày buổi sáng không á, thì uống một ly thì có thể còn buổi tối còn ngủ, buổi trưa thì không ngủ được rồi đó, còn buổi tối là còn có thể ngủ nha. Chứ nếu mà uống mà cà phê hơi đậm ban ngày buổi sáng thôi là tối là kể như mất ngủ luôn. Nên cái này nó còn tùy cơ địa mỗi người đó cô, nhưng mà con rất là happy với cái chuyện này, con không có cái gì cảm thấy khó chịu hết. À, nhưng sử dụng trà xanh và cà phê mới ngủ mà giống nè. Cô Hải Anh, cô sắp xếp đến phòng khám của con nha, con giúp cho cô xét nghiệm với có thể là lên liệu trình đào thải độc tố nha cô. Cô Hải Anh, phòng khám của con là phòng khám đa khoa Big Nano Cell, BC Big Nano Cell, địa chỉ 163D Nguyễn Văn Cừ Nói Dài, An Khánh, Kiều, Cần Thơ, Thiền 8X. À, với tinh mạch mua đâu bác sĩ? Em có thể mua ở những cái đơn vị như là nhà thuốc hoặc là những cái vật tư y tế. À, ở chỗ nào mà khi em mua người ta đo chân cho em, đo chân ở ba vị trí. À, nhưng mà trước tiên thì em phải khám để coi em sẽ mang vớ tới gối hay là vớ trên đùi nha. Thường là sau khi tán sỏi thận là thận về sau nó bình thường, nó không ảnh hưởng gì đâu nha cô Võ Lon, hầu hết là nó bình thường hết á. Thức khuya là một trong những cái nguyên nhân dẫn tới suy thận. Đông trùng hạ thảo, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe ha. Nói chung đông trùng hạ thảo thì là một trong những cái thuốc mà người ta gọi ở một trong những cái loại thực phẩm mà người ta gọi là đắt tiền đó không? Nó có tác dụng hỗ trợ về sức khỏe cũng rất là tốt đó, nhưng mà chi phí thì nó cao. Suy thận độ 3 và độ 3 cộng loại nào nặng hơn? Không có 3 cộng bạn ơi, suy thận 3 với 3B chứ đâu có suy thận 3 cộng đâu, thì đương nhiên 3 nó sẽ nhẹ hơn 3B. Dạ đúng rồi chú Dũng Võ ơi, xét nghiệm ure, creatinin rồi nước tiểu, chính xác. Khoáng có gà miền Trung mới có nhiều à. Mua đâu cà phê sạch, cái này con hua rồi, cô đua Út ơi, Út đua, con không uống cà phê nên cái này con không biết ở đâu có cà phê sạch rồi. Bác sĩ ơi, tôi muốn chia sẻ bài này đến bà con bạn bè nhưng không biết làm. Cái nếu mà cô đang xài trên Face thì cô có cái nút chia sẻ cô. Cái này sao ta làm sao để chỉ cô, chắc là hơi khó rồi. À, cho cô hỏi ngày nào cũng uống curcumin nhắm trúng đích thì có? Dạ không cô, đây tối nào con cũng uống hết trơn luôn á, tối nào là like xong hoặc là bữa nào mà làm xong là con uống một viên trước khi mà ngủ hết trơn luôn á cô. Ngày nào cũng ăn hai quả chuối có ảnh hưởng gì không? Không, cô Trần Thị Kim Đắc. À, nếu mà hiện tại á, thận của cô ổn á, thì cô cứ ăn bình thường nha cô, không có vấn đề gì hết nha. Nhưng mà nếu mà thận cô đang có dấu hiệu suy thì cô nên giảm lại giùm con. Suy thận độ 5 có điều trị cách nào được? Lọc thận nha bạn Quý Dậu ơi, suy thận độ 5 lọc thận nha. Uống quá ít nước có sao không bác sĩ? Khi mà uống quá ít nước thì thứ nhất
thận nó sẽ không đủ nước để lọc, dễ ứ động độc tố lại. Thứ hai, giảm lưu lượng tuần hoàn thì dẫn tới là cái lưu lượng máu nuôi tới thận nó giảm luôn, lúc đó thận sẽ dễ bị tổn thương do không đủ máu nuôi. Rồi thứ ba nữa là những cái chuyển hóa trong cơ thể nó cũng sẽ bị đình trệ, nên sẽ rất là nhiều vấn đề xảy ra trong cơ thể chúng ta nha. Nước tiểu có mùi thì có phải bệnh thận không bác sĩ? Thường nước tiểu có mùi gần như chắc chắn là bệnh thận. Có thể đầu tiên là những cái bệnh nhiễm trùng tiểu nha. Thứ hai, những cái nhiễm trùng đại bể thận. Thứ ba, những cái bệnh lý liên quan tới tổn thương ở cầu thận. Rồi, hoặc là những cái gọi là những cái mùi của những cái chất thải, hoặc là những cái gọi là những cái chất chuyển hóa nữa chú, chứ không phải là những cái mùi, mà những cái mùi của nhiễm trùng nữa. Nên nói chung là nước tiểu có mùi là chắc chắn có bệnh. Hải Châu đi tiểu rất nhiều lần và buốt, chắc là như vậy mà khám nó bàng quang, uống thuốc không hết. Nếu mà đi tiểu rất nhiều lần và buốt á thì chị nên đi khám lại đi chị, có thể là chị bị nhiễm trùng đó, nhiễm trùng bàng quang. Nhưng nếu như mà điều trị không hết, tức đó là cái kháng sinh đó không diệt được vi khuẩn, là mình phải đi khám lại để điều trị lại nha. Suy thượng thận mãn là không điều trị hết nha cô, không có cách nào điều trị hết được nha. Sữa hạt ha, sữa mà Quyền Linh giới thiệu, sữa hạt nói chung sữa đó là sữa tốt cho xương khớp đó. Thường sữa hạt là nó sẽ tốt cho những cái vấn đề xương khớp nha, tại vì nó là một trong những cái loại sữa mà nó cung cấp đủ những cái khoáng chất hoặc là cái hàm lượng canxi tốt cho khớp. Uống thuốc phình giáp có uống được glucosamine bộ GABA nhuyễn thể không bác? Uống được nha cô Kim Hoa ơi. Mình đi tiểu lúc nào bọt nhiều lâu tan, cô nên đi xét nghiệm nước tiểu và xét nghiệm thêm cái albumin niệu nha cô. Cô Mã Văn Minh xét nghiệm nước tiểu, chú quá ta, chú hay cô nè. Xét nghiệm nước tiểu và xét nghiệm thêm cái albumin niệu. Dạ chủ nhật phòng khám có làm việc, có làm nha nha chú Tùng Vũ ơi, chủ nhật phòng khám có làm nha. Nhưng mà thường các cô chú anh chị phải đặt lịch trước á. À, nếu không sợ lại là không có khám được. Chủ nhật cũng đông lắm các cô bác anh chị ơi. Cô Victoria Trần cắt bỏ tuyến giáp, uống cây thuốc hỗ trợ hóc môn giáp, cô uống thêm Centrum được không? Được nha cô, uống thêm Centrum được nha. Cô Mai Bùi, cô có cái đường link đó, cô gửi qua cái đường link giùm con nha. Rồi cảm ơn cô Mai Miễn nhiều lắm, cô soạn ra cái này quá trời tốt luôn á. Những cô bác anh chị nào mà bên Phay thì là có cơ hội để mình có thể ôn bài luôn rồi. Cảm ơn cô rất là nhiều nha. À cô Trần Phương, suy giãn tĩnh mạch chân bị tê nặng chân, bữa em có khám bên bác rồi uống thuốc và mang vớ một thời gian, có hết mỏi chân không bác, hay chỉ giúp không nặng thêm? Em mang vớ 3 ngày nay thấy chưa quen nên chân hơi bị tê bàn chân. À đúng rồi, thường mang vớ ban đầu nó chưa có quen đâu, 2 tuần mình mới quen. Rồi cái nhất, cái hai, uống thuốc và mang vớ nó sẽ giúp mình cải thiện cái tình trạng mỏi chân nếu như mà bạn đáp ứng nha. Còn thường thường là nếu như sau 2 tháng, 1 tháng, 2 tháng mà tình trạng cái chân bạn không thấy cải thiện là bạn quay lại để khám lại, để có thể mình xem xét mình điều trị những cái can thiệp sâu hơn nha. Hơi lạ cô nghe nghe. Che chích 2 lần tiểu cầu bản năng, lần 2 chích về xong tim đập nhanh. À, lần 1 cô có bị không cô? Lần 2 chích xong về tim đập nhanh, hồi hộp và nhức đầu, về 2 ngày mới hết. À, được 4 ngày khỏe bình thường. Bị chích lần 3 nữa được không bác sĩ? Thường là cái này nó không có triệu chứng đó cô ơi, hầu như không có triệu chứng đó. Có thể là trên đường đi về cái này cô bị cảm nắng, hay là cô bị những cái ảnh hưởng đó, nó làm ảnh hưởng tới cái việc mà nhức đầu rồi dẫn tới là nhịp tim nhanh hồi hộp.
chứ thường là tim cái này nó không bị ảnh hưởng nha cô. Tim cái này là chắc chắn là không có ảnh hưởng tới tim, nên cái này là khả năng là do cái vấn đề đi lại hay gì, con nghĩ là đi lại của cô á, nó do tiếp xúc với bữa đó nắng quá hay gì đó nó ảnh hưởng với cô á, chứ không thể nào mà cái tim nó khớp gối mà lại ảnh hưởng tới tim, tại vì mình tiêm vô cái bao khớp mà nó sẽ nằm ở trong đó thôi, để nó giúp hoạt hóa, nó làm lành tổn thương ở trong đó chứ nó không có ra ngoài, nên chắc chắn không thể nào ảnh hưởng tới tim được nha cô. Đây, bị tiểu đường có nên uống nước ép không? Hồi nãy cô nói nè, nước ép mà nếu các cô bác anh chị bị tiểu đường là phải hết sức lưu ý nha, đặc biệt những cái loại nước ép mà có trái cây mà nó đường cao, mà uống như nước ép mít, nước ép sầu riêng thì thua nha cô. Ủa, nước ép mít rồi này kia đó, hoặc là những cái nước ép mà nó ngọt sòi rồi này kia đó, trời, mấy cái đó là thua nha cô. Còn ví dụ như những cái nước ép ổi rồi này kia thì nó lại ổn, nó tốt nha, mặc dù là nó không tốt bằng ăn trái ổi nha, con nhắc lại không tốt bằng ăn trái ổi, nhưng mà nó cũng đỡ hơn, nó cũng tốt hơn những cái loại nước ép ngọt khác nha. Này, bạn mọc trà có khả năng bạn bị ảnh hưởng của nhiễm trùng đường tiết niệu quá, hoặc là nhiễm trùng phụ khoa, bạn nên đi khám nha. Cà gót với dừa ngon lắm. Có cách nào xúc làm sạch bao tử không anh? Có, bạn vô bệnh viện bạn nói xúc dạ dày á là sẽ là gọi là rửa dạ dày, rửa bao tử đó là mấy bác sẽ giúp cho bạn làm xúc sạch, rửa bao tử dạ dày nha. Nhưng mà không biết lý do tại sao mà bạn đi muốn làm chuyện này. Nước chấm táo bị lét dạ dày có uống được không? Thường là người ta sẽ uống sau ăn, sau 30 phút đó cô. Thường nếu mà đang lét dạ dày thì mình nên hạn chế, mình nên điều trị cái lét ổn rồi sau đó mình mới sử dụng. Còn cái vitamin C dạng tim thì nó sẽ không ảnh hưởng dạ dày cô ơi. Thường vitamin C dạng tim là nó không có đi qua dạ dày, nên nó sẽ không ảnh hưởng nhiều tới dạ dày nha. Em bị suy thận, chỉ số cầu thận là 42, điều trị 2 tầng lên được 52, tức là độ lọc cầu thận 42, điều trị 2 tầng lên được 52, huyết áp thì xuống 110, bị khó thở, em ăn kiêng, không ăn thịt, mong bác sĩ tư vấn. Cái này nếu vậy em tiếp tục duy trì nha, anh thấy huyết áp đang ổn định và cái độ lọc cầu thận của em đang có dấu hiệu tiến triển thì mình đang làm cái gì? Thì mình tiếp tục duy trì cái đó là thứ nhất. Thứ hai nữa, anh không biết em bao nhiêu tuổi mà sao độ lọc cầu thận nó xấu quá, 42 là nó thấp lắm đó, em ơi. Dương Ngọc Trinh, độ lọc cầu thận 91,1 là quá tốt rồi cô ơi, quá tốt. Retinin 172 là chắc chắn có suy thận rồi đó cô chị Lâm Bạch Tiết ơi nha. Chắc chắn suy thận có khả năng thiếu máu, nguyên nhân là cho thận đó chị. Thì bây giờ chị đi khám để mình làm thêm những cái xét nghiệm tầm soát nguyên nhân, hoặc đi kiểm tra coi tìm nguyên nhân cái suy thận này có cái gì đặc biệt khác không nha. Rồi chú ý cái vụ thuốc uống nữa nha chị. Rồi ok. Rồi chắc là con xin phép mình sẽ kết thúc buổi chia sẻ hôm nay tại đây nha các cô bác anh chị. Rất là cảm ơn các cô bác anh chị rất là nhiều đã theo dõi buổi chia sẻ của con. Còn những câu hỏi còn lại thì con xin phép sẽ trả lời sau nha. Rồi thì bữa nay cuối tuần, chúc tất cả các cô bác anh chị có một cái cuối tuần thật là nhiều niềm vui bên gia đình, và rất là mong là cung cấp được những cái kiến thức để cho các cô bác anh chị biết cách mà mình bảo vệ thận tốt hơn. Rồi một lần nữa con xin cảm ơn tất cả các cô bác anh chị và chúc tất cả các